Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện 2198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Đệ tử của ta tất cả đều là Đại Đế Chi Tư, tác giả Việt Nhượng Ngã Thông Tiêu, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 201, Kiếm vực tôi thể. Thạch Sinh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghe qua tên họ của người này. Dù sao, đi vào tàng đạo thư viện người, tại tu đạo giới, đều là có chút danh tiếng tồn tại. Cũng tỉ như, cùng Thạch Sinh, còn tại Thiên Trì Nam Tử. Người này là trung vực cự đầu thế gia Thiên Kiêu. Trần Minh Chi. Tại trung vực, cũng là tiếng tăm lừng lẫy Thiên Kiêu nhân vật. Tuổi còn trẻ, liền đột phá tới cảnh nguyên cảnh. Càng là có vượt cấp năng lực chiến đấu. Thế nhưng là, Thạch Sinh lại không có danh tiếng gì. Phảng phất cái này chúng sinh bên trong một giới tán tu, không có bất kỳ cái gì danh khí. Đối với điểm này, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, trên thế giới này, ẩn thế đại năng khẳng định là có. Mà ẩn thế đại năng ngồi xuống, càng là có đệ tử. Không biết cũng bình thường. Bất quá Thạch Sinh cảnh giới khoảng chừng từ phủ cảnh sơ kỳ, tố chất thân thể như thế chi yếu. Cái này sao có thể là ẩn thế đại năng đệ tử đâu. Đoán chừng chỉ là một giới tán tu, mà một giới thiên phú bình thường tán tu. Ý chí lực lại so mọi người tại đây đều mạnh hơn. Tại cỗ này kiếm tông kiếm vực phía dưới, có thể chống đến hiện tại. Bây giờ, Thạch Sinh trên mặt đã mặt không có chút máu. Thân thể càng là tại trái phải lay động, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bất quá, tại mỗi khi tất cả mọi người cho rằng Thạch Sinh phải ngã hạ thời điểm. Nhưng như cũ đứng vững tại nguyên chỗ. Giống như trong gió lạnh lạnh lỏng. Đứng lặng tại băng nguyên bên trong, sừng sững không ngã. Một bên Trần Minh Chi cũng chú ý tới Thạch Sinh. Tại kiếm tông cấp bậc kiếm ý công kích phía dưới, kiên trì tới hiện tại. Liền xem như hắn, thể nội linh khí cũng đã sắp khô kiệt. Cũng chỉ có thể dựa vào ý chí lực đến dáng chống đỡ. Trần Minh Chi đã cảm thấy thân thể của mình chậm rãi trở nên nặng nề, ý thức bắt đầu hư ảo. Nhưng là, nhìn thấy Thạch Sinh vẫn không có ngã xuống. Chỉ có thể khẽ cắn môi, tiếp tục dáng chống đỡ. Hắn chính là trung vực cự đầu thế gia thiên kiêu nhân vật. Danh chấn trung vực, há có thể bị một cảnh giới. Thân thể đều so với hắn phải yếu hơn vô số lần vô danh tán tu vượt trên danh tiếng. Đó cũng không phải đến chết vẫn sĩ diện. Đây chỉ là thân là người tu đạo kiêu ngạo. Người tu đạo cùng thiên địa tranh phong. Liều chính là kia một thân ngông nghênh. Nếu như ngay cả loại này sức liều đều không có, làm sao đàm leo lên đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Trần Minh Chi cắn chặt hàm răng, đau khổ kiên trì. Liền ngay cả lợi đều bị cắn phá, bên môi, có một vòng đỏ tươi. Diệp Thu Bạch nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Cái này Trần Minh Chi, thật không tệ. Thiên phú, thực lực, trong thế hệ tuổi trẻ đều là số một số hai loại kia. Bất quá, để hắn càng hứng thú, là Thạch Sinh. Cảnh giới thấp, tố chất thân thể chênh lệch, lại có thể chống đến hiện tại. Không thể không nói, cái này ý chí lực để Diệp Thu Bạch cảm thấy sợ hãi thán phục. Nếu không, thêm chút đi độ khó. Diệp Thu Bạch mỉm cười, một chỉ nhô ra. Một đạo tông sư kiếm ý, tụ hợp vào kiếm vực ở trong. Mà đạo kiếm ý này dung nhập. Kiếm vực bên trong, đúng là có hai đạo kiếm y gió lốc dâng lên. Lấy Thạch Sinh cùng Trần Minh Chi làm trung tâm, đem hai người vây lồng trong đó. Đám người thấy thế, cũng là sắc mặt biến hóa. Kiếm vực bên trong kiếm y vốn là để cho người ta khó mà chống cự. Bây giờ lại lần nữa tăng cường. Nay đã vết thương chồng chất, chỉ dựa vào kia một sợi ý chí kiên trì Thạch Sinh hai người, lại nên như thế nào chống cự. Tần Thiên Nam cũng là khẽ nhíu mày, nhìn về phía Diệp Thu Bạch nói, Thu Bạch. Này lại sẽ không thái quá hà khắc rồi. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch lắc đầu, nói, đạo kiếm ý này tụ hợp vào, là đối bọn hắn nhục thân công kích, đồng thời, cũng có thể trợ bọn hắn tôi thể. Nếu như chịu đựng được, đối bọn hắn mà nói, có thể làm nhục thân càng mạnh. Tần Thiên Nam nghe xong, cười nói, xem ra, ngươi xem trọng Thạch Sinh. Xem trọng Thạch Sinh. Diệp Thu Bạch cười không nói. Hiển nhiên, Tần Thiên Nam đoán được Diệp Thu Bạch dụng ý, Thạch Sinh tố chất thân thể quá kém. Nhục thân bên trong, có quá nhiều tạp chất, kinh mạch quá mức chật hẹp, chen chúc không chịu nổi, cũng liền dẫn đến linh khí không cách nào vận chuyển bình thường. Dạng này, dần già, đối với phá cảnh mà nói, sẽ trở nên cực kỳ chậm chạp. Càng thêm nghiêm trọng là, dần già, có thể sẽ tích lũy thành ám thương. Mà Diệp Thu Bạch cử động lần này rèn luyện thân thể, chính là tranh đối Thạch Sinh. Kiếm vực bên trong, kiếm ý phong bạo dâng lên, khiến Trần Minh Chi sắc mặt kinh biến. Cảm nhận được kia cỗ gió lốc tại bốn phía, lấy hắn làm trung tâm dựa sát vào. Trần Minh Chi trong lòng sinh ra thoái ý. Mà cũng chính bởi vì biến hóa của tâm cảnh,
dẫn đến nay đã đến cực hạn ý chí lực sụp đổ, như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Trần Minh Chi cùng phún ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi vào kiếm vực bên ngoài, đã mất đi tư cách. Ở đây bên trong, liền chỉ còn lại có Thạch Sinh. Tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ tại Thạch Sinh trên thân. Chỉ gặp đạo kiếm ý kia phong bạo đang theo hắn không ngừng dựa sát vào. Kia từng sợi kiếm ý, ngay tại đập nện lấy nhục thể của hắn. Mà Thạch Sinh, nhưng như cũ sắc mặt quật cường, không chịu ngã xuống. Cái này khiến tất cả mọi người mặt lộ vẻ rung động. Dần dần, nhìn về phía Thạch Sinh ánh mắt bên trong, cũng từ khinh miệt, hóa thành tôn kính. Đúng thế. Tôn kính. Thạch Sinh kiên trì, thắng được ở đây tất cả người tu đạo tôn kính. Bao quát Tàng Đạo Thư Viện chư vị trưởng lão, cũng bao quát Tần Thiên Nam. Trong đó, có trưởng lão gật đầu nói, mặc dù thiên phú kém một chút, bất quá là một cái tu đạo hạt giống tốt. Nếu như Thảo Đường không thu, vậy ta liền thu hắn làm đệ tử, đem truyền thừa y bát cho hắn. Tần Thiên Nam giờ phút này lại cười nói, các vị trưởng lão, ta đối với người này cũng có hứng thú, nếu như không có vào Thảo Đường, ta sẽ đích thân điều giáo, về sau, sẽ tiễn hắn nhập Tổng Viện. Các vị trưởng lão nghe xong, cũng là gật đầu. Dạng này tốt nhất, ý chí lực kiên định như vậy, tại trên con đường tu đạo, sẽ thuận lợi rất nhiều. Nếu như nói, thiên phú quyết định một người hạn cuối, như vậy, ý chí lực liền quyết định một người hạn mức cao nhất. Chỉ có thiên phú, ý chí lực không đủ kiên định, vĩnh viễn không cách nào đặt chân đỉnh phong. Diệp Thu Bạch lặng lặng nhìn kiếm vực bên trong Thạch Sinh, cũng không nói lời nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kiếm vực bên trong, Thạch Sinh mỗi kiên trì một giây, nhục thân bên trong, đều sẽ có màu đen tạp chất chảy ra. Cái này từng đạo kiếm ý, ngay tại cải thiện Thạch Sinh thể chất. Một canh giờ sau, Thạch Sinh vẫn không có ngã xuống. Thân thể tại lay động. Lại là một nén nhang. Thạch Sinh đôi mắt lặng lẽ lại bế, đóng lại trợn. Mà cũng liền tại thời khắc này, Diệp Thu Bạch cũng cảm thấy không sai biệt lắm là lúc này rồi, thu hồi kiếm vực. Thạch Sinh đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, thế nhưng là, lúc này, hắn vẫn không có ngã xuống, mà là nhìn về phía trên đài cao Diệp Thu Bạch. Đột nhiên chắp tay nói, đa tạ các hạ. Thạch Sinh biết, đây là Diệp Thu Bạch đưa cho hắn một trận tạo hóa. Diệp Thu Bạch cười cười, nói, ngươi rất không tệ, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho sư tôn. Bất quá, sư tôn lão nhân gia ông ta có thu hay không ngươi, cũng không biết. Thạch Sinh gật đầu cười, đám người cũng là cực kỳ hâm mộ. Bất quá, cũng chỉ là hâm mộ. Dù sao, đây là chính Thạch Sinh tranh thủ được. Thậm chí, Tần Thiên Nam đi tới, cười nói, Thạch Sinh, nếu như Thảo Đường không có thu ngươi, ta sẽ thu ngươi làm thân truyền đệ tử, hảo hảo dạy bảo ngươi. Thạch Sinh liền vội vàng khom người nói tạ, mà đổi thành một bên. Lục Trường Sinh đã nghĩ đến giải quyết phương pháp, bắt đầu vòng thứ hai khảo thí. Chương 202, hệ thống ra bắc rồi. Ba đạo tiểu trận pháp dung nhập, sẽ để cho cửu U Hoàng Tuyền đại trận không cách nào phóng thích công kích. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Lục Trường Sinh suy nghĩ thật lâu, tại trong đầu diễn luyện thật lâu. Rốt cục, nghĩ ra một cái khả năng giải quyết vấn đề phương pháp. Cải biến ba đạo trận pháp bố trí vị trí. Không muốn che giấu rơi cửu U Hoàng Tuyền đại trận trận nhãn, để tránh phát sinh xung đột. Mà lúc trước, Lục Trường Sinh là toàn bộ đem ba đạo trận pháp bố trí ra, cưỡng ép nhét vào cửu U Hoàng Tuyền đại trận ở trong. Mà cái này ba đạo trận pháp, vô luận là thuộc tính, vẫn là tính công kích bên trên, cũng sẽ không cùng cửu U Hoàng Tuyền đại trận phát sinh xung đột. Cho nên, vấn đề chắc chắn sẽ không xuất hiện ở trận pháp phía trên. Thế là, Lục Trường Sinh liền tại cái khác địa phương nghĩ biện pháp. Trong đầu thôi diễn vô số lần. Đẩy ngã vô số lần. Chỉ có cái này phương án giải quyết, là nhất có tỷ lệ thành công. Bất quá, vẫn là trước muốn thử một chút mới được. Nói làm liền làm. Lục Trường Sinh đem kia ba đạo trận pháp dỡ bỏ sau. Bắt đầu tìm kiếm vị trí, một lần nữa bố trí. Mà ba cái trận pháp điểm, đều trạch hướng cửu U Hoàng Tuyền đại trận trận nhãn chỗ. Làm xong đây hết thảy, nhìn về phía cây liễu. Cây liễu cũng minh bạch Lục Trường Sinh ý tứ, lại lần nữa triệu hoán ra lá liễu khôi lỗi. Lần này, sẽ thành công sao? Khó. Rất khó. Dù sao, cửu U Hoàng Tuyền đại trận mở đầu đẳng cấp liền quá cao. Tại trải qua một lần cải tiến sau, muốn tại cơ sở này bên trên, tiến hành hai lần cải tiến. Cái này độ khó cũng không phải là 1+1=2 đơn giản như vậy. Thành nghìn lần, thậm chí vạn lần tăng trưởng. Lục Trường Sinh nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Gặp cây liễu chuẩn bị xong, liền triển khai trận pháp. Ngay từ đầu, cùng mới đầu đồng dạng. Đầu tiên là không gian đè ép, đem lá liễu khôi lỗi chung quanh phong tỏa. Lại là từ kiến mộc khốn long, đem lá liễu khôi lỗi thân thể trùng điệp quấn quanh. Khác không cách nào thoát thân. Ngay sau đó, rút khô kiến mộc linh khí chung quanh, ngăn chặn lá liễu khôi lỗi thể nội linh khí vận chuyển,
để hắn không cách nào trước tiên cưỡng ép xông phá trận pháp. Mà cái này ba đạo trận pháp phong ấn trấn áp sau khi hoàn thành, Cửu U Hoàng Tuyển đại trận bắt đầu hội tụ lực lượng. Từng đạo khí tức mang tính chất hủy diệt, tại bên trong vùng không gian này tràn ngập. Không gian có vô số khe hở sinh ra, hiện ra trong đó không gian lỗ đen. Chỉ là tiết lộ khí tức liền mạnh như vậy, nếu như công kích hoàn toàn phóng thích mà ra, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng uy lực của nó. Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm một màn này. Lúc ấy, chính là tại một bước này xuất hiện sai lầm, dẫn đến Cửu U Hoàng Tuyển đại trận không có phóng xuất ra công kích. Chỉ là đang hư trương thanh thế. Lần này, có thể thành công hay không? Thảo đường tất cả mọi người nhìn về phía đại trận phương hướng. Mặt lộ vẻ chờ mong. Mặc dù rất khó, nhưng bọn hắn cũng hy vọng Lục Trường Sinh có thể thành công. Mà Lục Trường Sinh làm hết thảy. Tại thời khắc này, cũng đại biểu cho hắn không có thất bại. Cửu U Hoàng Tuyển đại trận, tại thời khắc này thành công hội tụ khí tức hủy diệt. Một cỗ sinh chi ý, cùng tĩnh mịch chi ý, dương chi lực cùng âm chi lực, bắt đầu va chạm nhau. Tại trong đụng chạm, có từng đạo giống như hỗn độn khí tức sinh ra. Cỗ này hỗn độn khí tức không cách nào khiến ngôn ngữ hình dung. Nhưng là, lại khiến Hồng Anh bọn người sinh lòng cảnh giác. Cỗ lực lượng này, chỉ sợ nàng toàn thịnh thời kỳ đều không thể ngăn cản. Sẽ bị trong nháy mắt oanh thành bụi bay. Chim nhỏ cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đây cũng là nàng lần thứ nhất trông thấy cải tiến sau Cửu U Hoàng Tuyển đại trận, triệt để bộc phát. Cỗ lực lượng này, để cho người ta tuyệt vọng. Lục Trường Sinh trận đạo trình độ, quá mức cao thâm. Tại Lục Trường Sinh ánh mắt vui mừng phía dưới. Kia cỗ giống như hỗn độn khí tức tại thời khắc này, hóa thành một đạo hủy diệt cột sáng, đánh phía bị kiến mộc vây khốn lá liễu khôi lỗi. Hủy diệt cột sáng những nơi đi qua. Không gian tất cả đều hóa thành hư vô. Từng đạo lỗ đen sinh ra, không gian phong bạo, ở trong đó không ngừng gào thét. Thế nhưng là, tại chạm đến hủy diệt cột sáng khí tức về sau, liền trong nháy mắt chôn vùi. Liền ngay cả không gian phong bạo, cũng vô pháp đụng vào đạo này hủy diệt cột sáng. Đồng thời, thảo đường trên không, ánh nắng đều tựa hồ bị đạo ánh sáng này trụ thôn tính tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, thảo đường chỗ bầu trời, biến thành đêm tối. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới. Đạo này hủy diệt cột sáng, xuyên qua lá liễu khôi lỗi. Tại trong cột sáng, hủy diệt, tan rã thành hư vô. Quét sạch trụ thế đi không giảm, hướng phía cây liễu phóng ra trận pháp đánh tới. Giờ khắc này, cây liễu cành liễu đang không ngừng phiêu đãng, tản mắt ra từng đạo lục sắc vầng sáng. Một vòng, tụ hợp vào trong trận pháp, đang không ngừng bổ mạnh lấy đạo này phòng ngự trận pháp. Liền xem như cây liễu, cũng sợ bị đạo này hủy diệt cột sáng trực tiếp xuyên thấu. Một khi rơi xuống ngoại giới, chỉ sợ phương này giới vực đều sẽ bị kích ké xuyên thấu. Ầm ầm, hủy diệt cột sáng đâm vào phòng ngự bình chướng phía trên, khơi dậy từng đạo gợn sóng. Bất quá, cuối cùng vẫn là chống cự xuống dưới. Dù là như thế, vẫn là khiến cây liễu có chút sợ hãi thán phục. Lục Trường Sinh trận đạo trình độ, quá mức cường hãn. Hai lần cải tiến, khiến Cửu U Hoàng Tuyển đại trận uy năng cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Thấy cảnh này, Lục Trường Sinh lộ ra thiếu dung. Cuối cùng thành công. Lần này, hẳn là đủ rồi, đến lúc đó liền xem như đám kia cát so đánh tới, cũng tạm thời không cần lo lắng. Tạm thời, nghe được Lục Trường Sinh, cây liễu, chim nhỏ, Hồng Anh, Mộc Uyển Nhi, Ninh Trần Tâm, Tiểu Hắc vẫn như cũ hai mắt vô thần, lâm vào trầm tư, ngăn cách. Lục Trường Sinh một câu nói kia, cho bọn hắn cả sẽ không. Mộng bức, đây vẫn chỉ là tạm thời. Liền xem như đối phương đem toàn bộ giới vực chi lực đều chuyển tới. Chỉ sợ tại đạo này trận pháp phía dưới, đều là không chịu nổi một kích. Uy, ngươi đến cùng là có bao nhiêu cẩn thận a? Hồng Anh cũng nhịn không được nhả rãnh. Lục Trường Sinh cười sang sảng rơi vào tại trên mặt đất, nhìn về phía Hồng Anh cười nói. Đồ nhi a, vi sư bận rộn nhiều ngày như vậy, đói bụng. Nhanh đi nấu cái cơm, chịu cái canh. Hồng Anh, bất quá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, hướng phía phòng bếp đi đến. Đột nhiên, Lục Trường Sinh trong đầu hiện lên một đạo tin tức. Đặc thù thu đồ nhiệm vụ mở ra mời túc chủ tiến về Nam vực tàng đạo thư viện, chiêu sinh quảng trường tiến hành thu đồ tính danh, thạch sinh thiên phú, cấp D tư chất, không mặc dù là đã lâu thanh âm. Nhưng là, cấp D, không có bất kỳ cái gì tư chất. Đây là cái quỷ gì? Hệ thống ra bắc rồi. Dù sao, mỗi một lần thu đồ, đều là thiên phú cấp SSS. Mặc kệ là Diệp Thu Bạch, vẫn là Hồng Anh ba người, tư chất đều là thành đế chi tư. Nhưng là bây giờ đây là cái quỷ gì? Mở bày, tựa hồ là đoán được Lục Trường Sinh ý nghĩ trong lòng. Thế là lên tiếng giải thích nói, đây là đặc thù thu đồ nhiệm vụ, mặc dù thiên phú của người nọ cùng tư chất không được, nhưng là, có cực mạnh phát triển khả năng.
thu làm đồ, cũng đem nó thiên phú thăng cấp đến cấp SSS, điều giáo ra đại đế chi tư tư chất, liền có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Nghe đến đó, Lục Trường Sinh mắt sáng rực lên. Phong phú ban thưởng. Kết quả là, Lục Trường Sinh liền hướng phía Chiêu Sinh quảng trường phương hướng đi đến. Hồng Anh lúc này, mang sang một bát canh cá, nhìn xem Lục Trường Sinh rời đi bóng lưng, không khỏi hô, sư tôn, canh tốt. Lục Trường Sinh khoát tay nói, trở về lại uống. Cho các ngươi tìm sư đệ đi. Sư đệ, chương 203, thu đồ Thạch Sinh, Chiêu Sinh trên quảng trường. Thạch Sinh vạn chúng chú mục. Mặc dù thiên phú không quá đi, thể chất càng là có chút chênh lệch. Nhưng là, hắn dùng ý chí của mình, đã chứng minh coi như thiên phú không cao, cũng có thể đứng tại cuối cùng. Diệp Thu Bạch nhìn về phía Thạch Sinh thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. Có thể chỉ dựa vào ý chí lực, tại hắn tông sư kiếm vực bên trong kiên trì lâu như vậy. Đáng quý. Diệp Thu Bạch đến gần Thạch Sinh, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần lo lắng, ta sẽ hướng sư tôn nhắc lên ngươi. Bất quá sư tôn lão nhân gia ông ta rất ít thu đệ tử, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Thạch Sinh lại chất phác cười, gãi đầu một cái nói, không có chuyện gì, chính ta thiên phú, cũng không có nghĩ qua có thể làm cho Lục tiền bối nhìn chúng. Dù sao, hắn lại tới đây, chỉ là muốn gia nhập Tàng Đạo Thư Viện, đạt được tu đạo chính thống truyền thừa. Lúc trước, hắn không có bất kỳ cái gì tài nguyên, cũng không có người dạy hắn. Một giới tán tu, chỉ dựa vào tự mình tu luyện, đi tới hiện tại. Mà các vị trưởng lão, lúc ấy nhìn hắn thiên phú không quá đi, cho nên đối Thạch Sinh, không người hỏi thăm. Diệp Thu Bạch lại cười nói, không có việc gì, coi như sư tôn không có nhận lấy ngươi, tần viện trưởng cũng sẽ thu ngươi làm thân truyền, như thường có thể tu luyện. Thạch Sinh cười gật đầu. Có thể bị tần viện trưởng thu làm đệ tử, đã là vượt qua hắn mong muốn. Cũng liền thỏa mãn. Tất cả mọi người hâm mộ nhìn xem Thạch Sinh. Có thể có được Thảo Đường đại đệ tử thưởng thức. Coi như không có gia nhập Thảo Đường, con đường phía trước cũng là một mảnh quang minh. Phải biết, Diệp Thu Bạch thiên phú đều là rõ như ban ngày. Làm ra vô số để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ngày khác, chỉ cần không có nửa đường vẫn lạc, nhất định có thể đạp vào phiến đại lục này đỉnh phong. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đạt được Diệp Thu Bạch thưởng thức, Thạch Sinh con đường phía trước cũng sẽ không quá kém. Lúc này, tại Chiêu Sinh trên quảng trường, có một bạch bào nam tử xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn sang, trong lòng giật mình. Người này là ai? Bọn hắn vậy mà không có chút nào cảm nhận được nam tử này đến khí tức. Không có bất kỳ cái gì phát giác. Mà Diệp Thu Bạch lời kế tiếp, lại làm cho mọi người sắc mặt chấn động. Sư tôn, ngài sao lại tới đây? Người tới chính là Lục Trường Sinh. Đám người biết được bạch bào nam tử thân phận sau. Trong mắt đều là hiện lên một vòng vẻ cuồng nhiệt. Người này, chính là Thảo Đường chi chủ, Lục Trường Sinh. Bồi dưỡng được Diệp Thu Bạch, Hồng Anh cùng Đinh Trần Tâm bực này yêu nghiệt đệ tử. Các vị trưởng lão cũng là sững sờ. Tiểu tử này làm sao bỏ được ra rồi. Tần Thiên Nam cũng là đi tới Lục Trường Sinh bên người, cười nói, trận pháp cải tiến hoàn thành. Lục Trường Sinh nhưng không có để ý tới Tần Thiên Nam cùng Diệp Thu Bạch hai người. Mà là cao giọng nói, Thạch Sinh là ai, còn ở nơi này không? Nghe được Lục Trường Sinh, đám người lại là sững sờ. Tìm đến Thạch Sinh, bất quá Lục Trường Sinh làm sao lại nhận biết Thạch Sinh? Loại này đại năng tìm Thạch Sinh có chuyện gì? Thạch Sinh nghe xong, cũng là sững sờ, vội vàng đứng ra nói, Lục tiền bối, ta ở chỗ này. Lục Trường Sinh theo thanh âm nhìn sang, dò xét một phen về sau, đi ra phía trước, nói, ngươi có bằng lòng hay không trở thành đệ tử của ta? Chiêu Sinh trên quảng trường, trọn vẹn yên lặng mấy tức thời gian. Trên mặt mọi người, đều mang vẻ kinh hãi. Cái này, Lục tiền bối nói cái gì? Muốn thu Thạch Sinh vì đệ tử. Trần Minh Chi cũng là mặt lộ vẻ phức tạp, nhìn về phía Thạch Sinh. Bất quá, ngược lại chỉ có thể cười khổ một tiếng, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Thạch Sinh, đúng là đạt được Lục Trường Sinh thưởng thức. Cũng muốn thu Chi làm đồ đệ. Tần Thiên Nam cũng là có chút phiền muộn, nói, ta nói ngươi tên tiểu tử thúi này, thật vất vả thu được một cái có thể kế thừa ta y bát người kế tục, ngươi liền muốn cướp đi. Hoang Nguyên, thân là viện trưởng đệ tử duy nhất, Hoang Nguyên tự nhiên cũng tại hiện trường. Nghe được sư tôn, không khỏi sắc mặt ngốc trệ. Có chút hoài nghi nhân sinh. Thật vất vả tìm tới một cái kế thừa y bát. Vậy ta là cái gì? Vậy ta đi. Lục Trường Sinh lại cười hì hì nói. Tần Thúc, ta thật vất vả đi ra ngoài thu người đệ tử. Liền để cho ta. Tần Thiên Nam cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ có thể không thể làm gì mà nói. Đã ngươi nguyện ý thu hắn, vậy cũng tốt nhất. Ngươi tiểu tử này mặc dù lười, nhưng không thể không nói, là một cái hảo lão sư. Lục Trường Sinh. Cái kia, đằng sau câu nói kia thì thật có thể không cần tận lực nói ra. Ta có nói sai? Diệp Thu Bạch nghe được hai người đối thoại, cũng là một trận buồn cười.
mặc dù Lục Trường Sinh thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là tại Tần viện trưởng trước mặt, cũng sẽ như cái tiểu bối. Vậy cũng đúng là bình thường. Lúc trước, Lục Trường Sinh mới tới mảnh thế giới này, đối với hắn tốt nhất hai người. Đầu tiên là Thảo Đường lão đầu, cũng chính là tiền nhiệm Thảo Đường đường chủ. Mặc dù bây giờ không biết đi đâu, cũng không có để lại bất kỳ tin tức gì. Cái thứ hai chính là Tần Thiên Nam Tần viện trưởng. Lúc ấy, lão đầu sau khi đi, Tần viện trưởng liền đối với Lục Trường Sinh đủ kiểu chiếu cố. Tại các trưởng lão đều nói phải phế bỏ Thảo Đường, miễn cho lãng phí học viện tài nguyên thời điểm. Cũng là Tần Thiên Nam đỉnh lấy áp lực, một mực không có đồng ý, mà một bên Thạch Sinh cũng là lâm vào ngốc trệ. Chỉ mình, thanh âm bên trong tràn đầy vẻ không thể tin được. Kia, cái kia, Lục tiền bối. Nói là ta. Diệp Thu Bạch cười sang sảng lấy vỗ vỗ Thạch Sinh bả vai, nói, là ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng, chính là sư tôn đồ đệ, sư đệ của ta. Nhìn Thạch Sinh cái này thật thà bộ dáng. Rốt cục có thể tìm tới thay thế hắn nấu cơm người ác. Diệp Thu Bạch trong lòng cuồng hỉ. Tiểu Hắc mặc dù cũng thật đàng hoàng nghe lời. Nhưng là, đang dạy hắn làm mấy lần về sau, Diệp Thu Bạch cũng liền từ bỏ. Kia đống đen xì đồ vật. Dựa theo Lục Trường Sinh tới nói, thật giống như lão đàn dưa chua đồng dạng. Ân, mặc dù bọn hắn nghe không hiểu, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì khích lệ lời nói. Lục Trường Sinh thì là cười nhạt gật đầu, nói, là ngươi, nguyện ý không? Đạt được Lục Trường Sinh xác nhận, Thạch Sinh liền vội vàng gật đầu, mặt lộ vẻ chất phác ý cười. Nguyện ý, ta nguyện ý. Lập tức, quỳ trên mặt đất, hành đại lễ nói, sư tôn ở trên, thụ đồ nhi cúi đầu. Lục Trường Sinh gật đầu cười. Mà những người khác, thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Thạch Sinh. Từ đây, Thạch Sinh vận mệnh sẽ phát sinh cải biến. Mặc dù thiên phú không đủ, nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng, tại vị này Thảo Đường đường chủ trong tay, tất nhiên có thể phá kén thành bướm. Dù sao, Thảo Đường đường chủ tọa hạ 4 vị đệ tử, đều là cực kỳ xuất chúng, có thể vượt giai chiến đấu ngoan nhân. Lục Trường Sinh gật đầu nói, đã như vậy, vậy liền theo ta đi Thảo Đường đi. Sau đó, mang theo Thạch Sinh cùng Diệp Thu Bạch, trở về Thảo Đường. Tốc độ cực nhanh, không quay lại đi, canh liền không nóng hổi. Tần Thiên Nam nhìn xem Lục Trường Sinh bóng lưng rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, nhìn về phía Chiêu Sinh quảng trường đám người, nói ra, các vị cũng nhìn thấy, các ngươi có thể lựa chọn gia nhập 4 đường, cũng có thể bái nhập trưởng lão môn hạ, nếu như không nghĩ, cũng có thể tự hành rời đi. Nói xong, có một ít hạng người tâm cao khí ngạo, rời đi nơi đây. Bọn hắn lại tới đây mục đích, chính là vì gia nhập Thảo Đường. Nhưng là, Trần Minh Chi nhưng không có rời đi, coi như không thể gia nhập. Có thể cùng Thảo Đường trèo lên một chút xíu quan hệ, cũng là có vô cùng chỗ tốt. Chương 204, Niết Bàn Trọng Tố Đan. Thu đồ thành công, thu hoạch được thu đồ ban thưởng công pháp, hỗn độn tinh thần lục cực phẩm thánh khí, lạc tinh thần phủ đan phương, Niết Bàn Trọng Tố Đan, Niết Bàn Trọng Tố Đan tất cả vật liệu đồng thời, mở ra đồ đệ dưỡng thành nhiệm vụ, mục tiêu, Thạch Sinh điều giáo đến thiên phú biến thành cấp SSS, đồng thời có được thành đế chi tư, đến lúc đó sẽ cấp cho phong phú ban thưởng cầm tới ban thưởng sau. Lục Trường Sinh liền đem cái này hỗn độn tinh thần lục cùng lạc tinh thần phủ, giao cho Thạch Sinh. Thạch Sinh vốn là cự tuyệt. Nhưng là tại Lục Trường Sinh không nói hai lời cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn về sau, Thạch Sinh liền không nói. Nhưng là, tại Thạch Sinh trong lòng, đã quyết định, ngày khác, nhất định phải lấy nghìn lần vạn lần để báo đáp sư tôn. Ba người về tới Thảo Đường. Hồng Anh cùng Đinh Trần Tâm liền tiến lên đón. Thấy được Lục Trường Sinh sau lưng Thạch Sinh. Hồng Anh cười nói, vị này chính là ngũ sư đệ a. Thạch Sinh vội vàng cung kính nói, sư huynh sư tỷ tốt. Ninh Trần Tâm khoát tay cười nói, Thảo Đường không có quy củ nhiều như vậy, đều là người một nhà, không cần câu thúc. Thạch Sinh ấm cười gật đầu. Lục Trường Sinh đánh gãy mấy người tra hỏi, mắt trợn trắng nói, mau tới bàn, đói bụng, ăn cơm. Tất cả mọi người là cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá một bên, bắt đầu dùng cơm. Diệp Thu Bạch cười nói, sư muội, ngươi cái này canh chịu đến càng ngày càng tốt. Nghe được cái này khích lệ, Hồng Anh lại cũng không vui vẻ, mà là chừng Diệp Thu Bạch một chút, nói, đến lúc đó ta giáo sư huynh. Diệp Thu Bạch, Mộc Uyển Nhi ở một bên, bĩu môi không nói gì. Hồng Anh tự hồ nhìn ra Mộc Uyển Nhi ý nghĩ, kẹp một khối thịt cá cho nàng, cười nói, Uyển muội, thế nào? Mộc Uyển Nhi miệng đều muốn vểnh lên trời, nói, đại thúc, ngươi lại thu đồ đệ, vì cái gì không thu ta à? Lục Trường Sinh lại cười nói, ăn cơm của ngươi đi đi, còn chưa tới thời điểm. Nói thật, Mộc Uyển Nhi cố gắng, Lục Trường Sinh đều thấy rõ. Tại Diệp Thu Bạch mấy người lúc tu luyện, Mộc Uyển Nhi tại luyện đan. Tại Diệp Thu Bạch mấy người lúc nghỉ ngơi, Mộc Uyển Nhi đang nhìn Lục Trường Sinh tổng kết đan đạo chi thuật. Có thể nói, cực kỳ cố gắng. Luyện đan thiên phú cũng là không kém. Thường xuyên có thể nghĩ ra rất nhiều đủ loại đan dược.
có một ít thậm chí ngay cả Lục Trường Sinh cũng không nghĩ tới qua, đều là rất hữu dụng. Thậm chí, Mộc Uyển Nhi tại đan đường cũng là có chút danh tiếng. Có đôi khi, ngay cả đan đường trưởng lão, đều sẽ tới thỉnh giáo Mộc Uyển Nhi. Dù sao, hiện tại Mộc Uyển Nhi luyện đan thực lực, đã siêu việt đan đường trưởng lão. Chỉ là không có thi đậu luyện đan sư chứng minh. Không phải, đẳng cấp tất nhiên siêu việt hắn. Diệp Thu Bạch an ủi, Uyển muội, ngươi cũng không cần sốt ruột, sư tôn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Mộc Uyển Nhi nhẹ gật đầu, hóa bi phẫn tại muốn ăn. Nắm chặt cơm khô. Lục Trường Sinh cười nói, hắc, ngươi nhà đầu này chừa chút cho ta a. Không muốn. Đừng đoạt, thiếu đi ta lại đi làm điểm. Thạch Sinh thận trọng đang ăn cơm, nhìn xem cái này không khí, không khỏi nở nụ cười. Nói thật, hắn còn tưởng rằng thảo đường bên trong sẽ rất nghiêm túc. Ra ngoài ý định, loại này không khí, hắn rất thích. Tựa như nhà đồng dạng. Sau bữa ăn, Lục Trường Sinh liền đang nghĩ, nên như thế nào đối Thạch Sinh tiến hành điều giáo đâu. Mới có thể để thiên phú và tư chất của hắn đạt tới hệ thống nói tới tiêu chuẩn. Mọi người đều biết, thiên phú là từ tiên thiên quyết định. Hậu thiên rất khó tiến hành tu luyện. Tư chất, so thiên phú dễ dàng tiến bộ, nhưng là, hệ thống cho ra tiêu chuẩn là muốn đạt tới thành đế chi tư tình trạng. Hiển nhiên, cũng là không dễ dàng. Lục Trường Sinh nghĩ đến kia Niết Bàn Trọng Tố Đan. Hiệu quả nói rõ rất đơn giản. Có thể tại cực lớn trình độ, cải biến một người căn cốt. Nhưng là, đan dược đẳng cấp, lại cực kỳ chi cao. Vượt ra khỏi Lục Trường Sinh trước mắt luyện chế tất cả đan dược. Vật liệu, hệ thống cũng đã cho hắn. Lục Trường Sinh nghĩ, liền bắt đầu luyện chế. Đồng thời, để Mộc Uyển Nhi đến quan sát. Mặc dù không có thu nàng làm đồ, nhưng là, Mộc Uyển Nhi khắc khổ cố gắng, Lục Trường Sinh vẫn là rất nhận đồng, cũng nguyện ý mang một vùng tiểu cô nương này. Huống chi, Mộc Uyển Nhi luyện đan lý niệm, cùng mình giống nhau. Lục Trường Sinh lấy ra vật liệu, toàn bộ đem ném vào trong lò luyện đan. Hiện lên vô tận hỏa diễm, bắt đầu tinh luyện trong đó dược tính. Mộc Uyển Nhi thì là tập trung tinh thần, con mắt đều không nháy mắt một chút nhìn xem Lục Trường Sinh quá trình luyện đan. Một cao thâm luyện đan sư, coi như không có tận lực đi dạy, chỉ là quan sát, đều có thể từ đó thu hoạch được cực lớn thu hoạch. Rút ra dược tính đối với Lục Trường Sinh cũng không khó. Viên đan dược này, khó khăn là tại dung hợp dược tính lúc, không thể xuất hiện một phân một hào sai lầm. Một khi xuất hiện, liền sẽ dẫn đến nổ lô. Bất quá. Lấy Lục Trường Sinh tiêu chuẩn luyện đan, điểm này hiển nhiên cũng không cần lo lắng. Tại nửa ngày qua đi, trong phòng luyện đan, xuất hiện từng đạo hùng hồn khí tức thần bí. Đã tại thành đan, Lục Trường Sinh đối cây liễu cái khác chim nhỏ hô, mượn điểm Niết Bàn chi hỏa. Nghe vậy, chim nhỏ cũng không có cự tuyệt, biết Lục Trường Sinh đang làm chính sự. Huy động hai cánh, tại chim nhỏ sau lưng, vậy mà xuất hiện một đạo thần hoàng hư ảnh. Nơi này phượng chỉ giống đực, hoàng chỉ nữ tính, đừng đòn khiêng. Tại kia thần hoàng hư ảnh phía trên, có từng đạo Niết Bàn chi hỏa sinh ra. Không gian, đều tại Niết Bàn chi hỏa thiêu đốt phía dưới, có vỡ vụn chi tượng. Lập tức, kia từng đạo Niết Bàn chi hỏa, tràn vào trong phòng luyện đan. Lục Trường Sinh đem kia từng đạo Niết Bàn chi hỏa, dung nhập trong lò đan. Nhờ vào đó thành đan, Niết Bàn Trọng Tố Đan. Niết, nha, vậy liền mượn dùng chim nhỏ Niết Bàn chi hỏa đến luyện đan. Dạng này có thể hay không hiệu quả tốt một điểm. Đây là đan phương bên trong không có nói ra. Chính Lục Trường Sinh muốn thử xem. Nếu như thất bại, Lục Trường Sinh cũng có tự tin bảo trụ trong đó tinh luyện mà ra dược tính. Không đến mức lãng phí vật liệu, từ đó nổ lô. Mà sự thật chứng minh, Lục Trường Sinh ý nghĩ là chính xác. Tại một nén nhang sau, từng đạo hỏa diễm khí tức từ đó tuôn ra. Một viên đan dược tại ngọn lửa kia bên trong bắt đầu hiển hiện. Giải thích một chút, thiên giai đan dược về sau là không có kiếp lôi. Mộc Uyển Nhi cảm nhận được kia cỗ hùng hồn khí tức, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Trường Sinh hiện tại luyện chế đan dược là nàng cuộc đời thấy đẳng cấp cao nhất đan dược. Liền ngay cả viên kia băng phách đan cũng là kém xa tít tắp. Lập tức, Lục Trường Sinh phất tay, chụp về phía đan lô, một viên đan dược bắn ra, kéo lấy Niết Bàn chi hỏa đuôi lửa, đúng là chủ động công hướng Lục Trường Sinh, cực kỳ bá đạo. Lục Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ta đã cho ngươi luyện chế ra tới, ngươi còn muốn giết ta. Bàn tay hư không bóp, năm ngón tay nắm chặt. Lập tức, Niết Bàn Trọng Tố Đan không gian chung quanh, bắt đầu điên cuồng đè ép, đem Niết Bàn Trọng Tố Đan giam ở trong đó. Vô luận hắn tả hữu va chạm cũng là không có cách nào đi ra ngoài. Đợi cho rốt cục từ bỏ, Lục Trường Sinh mới đem thu nhập một cái đặc chế trong hộp. Trên cái hộp có một đạo cỡ nhỏ khốn trận. Dù sao, loại này đẳng cấp đan dược Ngọc Tịnh Bình đã không cách nào trói buộc. Mà Mộc Uyển Nhi mắt thấy quá trình luyện đan, như có điều suy nghĩ, mình đi tới một bên, bắt đầu suy nghĩ. Lần này, để nàng thu hoạch cực lớn.
Lục Trường Sinh thì là đem đan dược cho Thạch Sinh, để hắn phục dụng. Chương 205, cứng cỏi đạo tâm. Niết bàn trọng tố đan. Chim nhỏ nhìn xem Lục Trường Sinh cho Thạch Sinh phục dụng đan dược, trong lòng không khỏi kinh hãi. Viên đan dược này, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Viên thuốc này, chính là trong tộc bí truyền đan dược một trong. Vì chính là cho vừa ra đời để mà tái tạo thể chất, từ đó đạt tới cao hơn thiên phú. Bất quá, loại đan dược này cũng chỉ có gia tộc cao tầng hậu đại có sử dụng quyền hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, rất khó khăn luyện chế. Liền xem như trong tộc, cũng không có bao nhiêu có thể luyện chế. Mỗi một lần luyện chế, đều sẽ hao phí to lớn tài nguyên. Chim nhỏ trong lòng kinh nghi. Lục Trường Sinh tại sao lại niết bàn trọng tố đan phương pháp luyện chế? Nhưng là, còn có một cái khác kinh hãi địa phương. Đó chính là, niết bàn trọng tố đan chính là trong tộc người phục dụng. Tuy là khi sinh ra lúc phục dụng, nhưng là phượng hoàng nhất tộc thể chất, làm sao có thể là phàm nhân có thể so sánh. Huống chi, cái này Thạch Sinh thể chất như thế chi yếu, chim nhỏ một chút liền có thể nhìn ra. Hắn có thể đứng vững niết bàn trọng tố đan tái tạo, không thể thừa nhận, vậy liền sẽ bạo thể mà chết. Lục Trường Sinh nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, đem đan dược giao cho Thạch Sinh phục dụng. Thạch Sinh cũng không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, hắn lại không có thể làm cho Lục Trường Sinh, loại này cấp bậc nhân vật theo dõi bảo vật. Huống chi, đều đã thu hắn làm học trò. Thạch Sinh đối với Lục Trường Sinh có thể nói là 100% tín nhiệm. Không có chút gì do dự, trực tiếp ăn vào. Chim nhỏ thấy cảnh này, cũng là lập tức nói, trực tiếp ăn vào sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng là, chim nhỏ cũng không có kịp thời ngăn cản đến Thạch Sinh. Tại Thạch Sinh sau khi ăn vào, niết bàn trọng tố đan chi lực tại Thạch Sinh thể nội bỗng nhiên bộc phát. Cảm nhận được cỗ này uy năng, Thạch Sinh sắc mặt đột biến. Thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đỏ. Như là mạnh máy hơi nước. Toàn thân toát ra nhiệt khí, tại kia trong hơi nóng, thỉnh thoảng sẽ sinh ra hỏa diễm. Thạch Sinh trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Thậm chí, coi như lấy ý chí của hắn lực, cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Giờ khắc này, Lục Trường Sinh cũng kịp thời nhô ra tay, một đạo sinh sôi không ngừng chi ý, bao trùm tại Thạch Sinh trên thân thể. Che lại tâm mạch của hắn, đan điền, cùng linh hồn. Nếu như không như vậy, chỉ sợ Thạch Sinh sẽ ở trong nháy mắt, bị niết bàn trọng tố đan phát tán ra niết bàn chi hỏa phá hủy. Lục Trường Sinh quát, muốn trở nên mạnh hơn, cải biến vận mệnh của mình, liền nhịn xuống. Thạch Sinh đã lâm vào cực độ trong thống khổ. Tại phiêu hốt ý thức bên trong, mơ hồ nghe được Lục Trường Sinh. Nhẹ gật đầu, cắn chặt răng, nhẫn thụ lấy niết bàn trọng tố đan mang tới tái tạo chi lực. Niết bàn trọng tố đan, cực kỳ bá đạo. Nhưng là, muốn từ căn bản cải biến một người tư chất cùng thiên phú, làm sao chi nạn? Tác dụng chính là lấy niết bàn chi hỏa, bạo lực đem một cái nhân thể bên trong tất cả xương cốt phá hủy. Sau đó, tái tạo. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Bước đầu tiên này, liền có thể làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thạch Sinh thân thể, co quắp tại trên mặt đất, cắn chặt răng, liều mạng chịu đựng. Diệp Thu Bạch mấy người cũng đi lên phía trước, nhìn xem Thạch Sinh, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Tái tạo thân thể thống khổ, xâm nhập linh hồn, quá mức thống khổ. Nhưng là mang tới chỗ tốt cũng là to lớn. Lục Trường Sinh tiếp tục nói ra, ngẫm lại mình tại sao lại muốn tới đến nơi đây, vì cái gì muốn gia nhập thảo đường, bái ta làm thầy. Thanh âm êm dịu, nhưng lại xuyên qua Thạch Sinh màng nhĩ, tại sâu trong thức hải vang lên. Thạch Sinh nghe được, không khỏi thầm nghĩ. Đúng a, mình tại sao tới đến nơi đây, lại vì sao muốn gia nhập thảo đường, bái danh chấn đại lục thảo đường đường chủ Lục Trường Sinh vi sư. Không phải liền là muốn cải biến vận mệnh của mình, vì chính mình đọ sức một cái tương lai sao? Cha mẹ của hắn tất cả đều là phàm nhân. Bây giờ, đã tuổi trên 50, rất nhanh, liền muốn tiến vào lão niên. Sau đó sinh lão bệnh tử. Thạch Sinh nghĩ đến, nếu là mình trở thành rất lợi hại người tu đạo. Có phải hay không liền có thể kéo dài phụ mẫu tuổi thọ? Hắn không chỉ là vì chính mình đánh ra một cái tương lai, càng là muốn phụ mẫu có thể nhìn xem hắn, trèo đến đỉnh phong. Đây là Thạch Sinh nguyện vọng. Cũng là hắn đạo tâm. Càng là Thạch Sinh tu đạo đến nay chấp niệm. Nghĩ đến nơi này, Thạch Sinh cắn chặt răng, bảo trì ý thức thanh minh. Không bị kia thống khổ làm cho hôn mê quá khứ. Một khi ngất đi, chờ đợi hắn chính là phi hôi yên diệt. Răng rắc, từng đạo nứt xương thanh âm chuyển đến. Niết bàn trọng tố đan bước đầu tiên bắt đầu. Đánh nát trên thân thể tất cả xương cốt. Thạch Sinh chừng lớn hai mắt, con ngươi bỗng nhiên co vào. Quá đau, quá thống khổ. Có thể nói, có như vậy một nháy mắt, Thạch Sinh là nghĩ từ bỏ. Loại thống khổ này, làm hắn sống không bằng chết. Lục Trường Sinh kịp thời truyền đến. Lúc này, từ bỏ cũng liền từ bỏ, nhưng là cố gắng, liền có thể vì chính mình đọ sức đến một mảnh quang minh tương lai.
Thạch Sinh lại lần nữa tỉnh ngộ lại, run rẩy thân thể, chậm rãi nhẹ gật đầu. Xương cốt tại Thạch Sinh thể nội đứt thành từng khúc. Rất nhanh, Thạch Sinh tựa như cùng một cỗ chỉ có huyết nhục túi ra, giặt dẹo ngồi phịch ở trên mặt đất. Trong cơ thể hắn xương cốt đều đã đánh nát. Không có xương cốt chèo chống, cũng liền không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Từng mảnh xương vỡ, trải rộng tại Thạch Sinh thể nội. Chim nhỏ nhìn xem Thạch Sinh, trong con mắt có một sợi ngưng sắc. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên, nhưng cũng không phải một nhân loại có thể tiếp nhận. Huống chi, Thạch Sinh thể chất như thế chi yếu. Thế nhưng là, hắn lại ngạnh sinh sinh chống tới. Loại ý chí này lực, có thể xưng đáng sợ. Mà loại người này, một khi leo lên đến đỉnh phong, sẽ là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cửu nhân của hắn, cũng sẽ ăn ngủ không yên. Niết bàn chi hỏa tại Thạch Sinh thể nội sáng rực thiêu đốt. Tại ngọn lửa kia bên trong, đúng là có một cỗ sinh chi ý bộc phát. Kia một cỗ sinh chi ý, bắt đầu bao khỏa tại mỗi một phiến xương vỡ phía trên, bắt đầu tái tạo. Tái tạo thống khổ, so với xương vỡ càng thêm thống khổ. Thạch Sinh nghĩ đến mình lại tới đây mục đích, nghĩ đến tương lai của mình, nghĩ đến Lục Trường Sinh cho hắn kỳ vọng. Cùng rời đi phụ mẫu lúc, bọn hắn kia tóc trắng phơ, đứng tại thôn cổng nhìn xem hắn rời đi lúc không thôi ánh mắt. Hắn không thể ngất đi, nhất định phải chịu đựng được. A, từ trong cổ họng phát ra một đạo tiếng giống. Trong tiếng hô, tràn đầy bất khuất, đối vận mệnh bất công bất khuất. Nếu như giờ phút này Thạch Sinh có thể giơ tay lên, có thể dựng thẳng lên ngón tay, tất nhiên sẽ đối bầu trời giơ ngón tay giữa lên. Cút mẹ mày đi lão thiên. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Tại mọi người chờ đợi ánh mắt bên trong, Thạch Sinh xương cốt triệt để tái tạo. Niết bàn trọng tố đan bước đầu tiên cũng tại thời khắc này hoàn thành. Quét sạch chỉ riêng tái tạo xương cốt là không cách nào làm được tăng lên rất nhiều. Mở rộng kinh mạch, đả thông đan điền. Đem cái này hai bước sau khi hoàn thành, mới thật sự là niết bàn trùng sinh. Một ngày, hai ngày, tại ngày thứ ba về sau, kinh mạch mở rộng cũng hoàn thành. Mà tới được một bước này, Thạch Sinh cũng đã quen thuộc thống khổ. Trên mặt vẻ thống khổ, hạ thấp không ít. Cho đến ngày thứ 10, Thạch Sinh niết bàn trùng sinh. Xương cốt, kinh mạch, đan điền đều là tiến hành tái tạo. Thậm chí, trong cơ thể hắn, có một sợi niết bàn chi hỏa còn sót lại. Thạch Sinh cũng tại thời khắc này, triệt để yên tâm thần, ngất đi. Chương 206, trùng kiến Vân Hoàng, thiên linh giới vực. Cùng mãng hoang giới vực cách nhau cực xa, trọn vẹn 2.000.000 mét có thừa. Nhưng là, cũng là mãng hoang giới vực chung quanh, cách số 1 gần giới vực. Mặc dù thuộc về thấp vĩ độ giới vực, nhưng là, thực lực tổng hợp so với man hoang giới vực, không biết cao hơn bên trên bao nhiêu. Mà thiên linh giới vực, cũng chính là đám người nói tới thượng giới. Mà giới này, cũng không có như cùng man hoang giới vực như vậy, có đông đảo thế lực, phân biệt quản hạt địa vực. Tại giới này, từ một cái tông môn thống trị, đó chính là Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông quản hạt toàn bộ thiên linh giới vực, tại hắn tọa hạ, phân biệt lại có 7 chỗ tông môn, phía dưới, chính là thế gia. Dùng cái này phân hóa quản lý. Giờ phút này, Thiên Linh Tông ở trong, có 7 người ngồi tại đại điện bên trong, một người trong đó, càng là sắc mặt âm trầm. Nếu như Lục Trường Sinh ở đây, liền có thể nhận ra. Người này, chính là tại Lạc Nhật Vương Triều bên trong giáng lâm hình chiếu. Xem ra, chúng ta cử động lần này triệt để chọc giận mãng hoang, giới vực vị kia các hạ rồi a. Hừ, thì tính sao, kế hoạch như thường lệ áp dụng, chúng ta 7 người tự mình giáng lâm, hắn còn như thế nào ngăn cản. Trong đó duy nhất nữ tử, dáng người xinh đẹp, rắn nước eo nhỏ, trên mặt vây quanh một tầng màu đen da mỏng, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ gặp nàng liếc qua nói chuyện nam tử, nói, ngươi là quên, tại mấy vạn năm trước, kia man hoang giới vực nữ đế liên hợp tất cả lực lượng, chống cự chuyện của chúng ta. Nam tử trầm mặc. Lúc ấy, đối phương thực lực tổng hợp không biết so với bọn hắn yếu đi bao nhiêu. Vẫn như trước dùng hết toàn bộ đại lục chi lực, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn ngăn chặn. Để bọn hắn kế hoạch, dòng dã trì hoãn vài vạn năm. Bất kể như thế nào, kế hoạch nhất định phải đúng hạn áp dụng, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Vực chiến sắp mở ra, thiên linh giới vực thành bại, ở đây nhất cử. Chư vị, đều đi chuẩn bị một chút đi. Tính danh, Thạch Sinh, thiên phú, cấp S tư chất, niết bàn chi thể niết bàn trọng tố đan, chính là thần hoàng nhất tộc không truyền ra ngoài tuyệt mật đan dược. Đối với tái tạo thiên phú, tư chất, đều có cực mạnh tác dụng, mà Thạch Sinh đã chịu nổi, tự nhiên có thể làm cho thiên phú tiến hành một cái lớn cất bước. Lục Trường Sinh thì là nhếch miệng, còn chưa đủ a, dưỡng thành nhiệm vụ yêu cầu là muốn Thạch Sinh đạt tới cấp SSS thiên phú, đồng thời đạt tới thành đế chi tư. Bây giờ, chỉ sợ còn kém không ít. Nếu để cho những người khác nghe được Lục Trường Sinh trong lòng nói, sợ rằng sẽ nhà rãnh không thôi. Cấp S còn chưa đủ à? Huống chi niết bàn chi thể, cũng không phải là cấp S.
cũng là một cái cực kỳ biến thái thể chất. Nói một cách khác, chỉ cần không phải linh hồn chôn vùi, Thạch Sinh liền có thể vô hạn trùng sinh. Đây cũng là thần hoàng nhất tộc đặc hữu thể chất. Thạch Sinh đã hôn mê, cũng không biết lúc nào mới tỉnh lại. Diệp Thu Bạch thu thập một cái phòng trúc, đem hắn ôm vào đi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi ra ngoài, cười nói, chúng ta tiểu sư đệ này ý chí lực, coi là thật bất phàm, e là cho dù là ta, cũng không sánh bằng hắn. Ninh Trần Tâm gật đầu cười, bực này ý chí lực, coi là thật làm người ta kinh ngạc. Ở một bên nhìn bọn hắn, đều có thể cảm nhận được niết bàn trọng tố đan mang đến thống khổ. Mà Hồng Anh, giờ phút này đi tới sư tôn trước, sắc mặt có chút ngưng trọng, nói ra, sư tôn, ta có một chuyện, muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lục Trường Sinh nhìn về phía Hồng Anh, nhìn xem nàng nghiêm túc thần sắc, vốn muốn thốt ra cũng là nuốt xuống. Nói đi. Hồng Anh gật đầu, sau đó nói ra, sư tôn, ngươi cũng biết, ta là chuyển thế mà đến, hẳn là cũng nghe qua chinh chiến thiên lộ sự tình. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, có biết một hai, vốn là không biết, kết quả những ngày này mưa dầm thấm đất, cũng dần dần biết chinh chiến thiên lộ chuyện này. Mà mình cái này nhị đồ đệ Hồng Anh, chính là chinh chiến thiên lộ kẻ đầu têu. Hồng Anh giải thích nói, bây giờ, thượng giới đã phái người xuống tới điều tra tình huống, chỉ sợ, đối phương muốn lại lần nữa giáng lâm giới này. Ta nghĩ, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Lục Trường Sinh hỏi, vậy ngươi muốn làm gì? Chỉnh hợp đại lục lực lượng. Chỉnh hợp. Tại thượng cổ thời kỳ, Hồng Anh chính là dẫn đầu Vân Hoàng Đế Quốc, chỉnh hợp đại lục lực lượng, chinh chiến thiên lộ. Mặc dù thất bại, nhưng là, cũng đánh gãy kế hoạch của đối phương. Diệp Thu Bạch ở một bên lắc đầu nói, thế nhưng là, bây giờ tình huống rất không lạc quan. Từng cái thế lực đều có ích lợi của mình, chỉnh hợp đại lục tất cả tông môn, khả năng có chút khó khăn. Ninh Trần Tâm cũng là ở một bên gật đầu. Nghe vậy, Hồng Anh cũng là có chút cúi đầu. Nàng tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nàng thời đại kia, sở dĩ có thể chỉnh hợp đại lục cơ hồ tất cả tông môn thế gia, cùng nhau chinh chiến thiên lộ. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Vân Hoàng Đế Quốc tại đại lục có tuyệt đối thống trị tính. Thứ hai, đó chính là ngay lúc đó người tu đạo, có rất nhiều cường giả tối đỉnh. Tại mảnh này giới vực, bọn hắn chạy tới cuối cùng. Chỉ có tiến về những giới khác vực, mới có thể lại làm đột phá. Tuổi thọ mới có thể có lấy kéo dài. Mà bây giờ, đã không có một cái có thể thống lĩnh đại lục thế lực. Đều là riêng phần mình quản lý tông môn của mình. Càng không có bước vào đế cảnh người. Hư thần cảnh về sau, chính là đế cảnh. Tự nhiên, bọn hắn đối với chinh chiến thiên lộ sự tình, cũng sẽ không có hứng thú. Dù sao, đối kháng lên giới, cần không chỉ là dũng khí. Đồng dạng còn có quyết tâm. Có đôi khi, một người không có bước đến cuối cùng thời điểm, là không cách nào có liều lên tất cả quyết tâm. Quét sạch để trần hai điểm. Hồng Anh liền cảm giác, hy vọng xa vời. Nhưng coi như thế, cũng vẫn như cũ muốn đi làm. Không chỉ muốn phá hư thượng giới kế hoạch. Đồng thời, cũng phải vì man hoang giới vực, hoặc là mình, đọ sức một cái tương lai. Lục Trường Sinh trầm ngâm một phen, nói, ta biết, hiện tại nói cái gì ngươi cũng không có khả năng dừng tay. Hồng Anh cười gật đầu. Đây là nàng chuyển thế mục đích. Ngươi muốn làm, liền buông tay đi làm. Mặc dù ta không biết có đánh hay không qua được thượng giới đám người kia. Bất quá giới này người, ta còn là có thể đánh qua. Trải qua nhiều lần như vậy sự kiện. Lục Trường Sinh cảm thấy mình tại khối đại lục này, hẳn là có rất ít người là đối thủ của hắn. Nói một cách khác, bành trướng. Có chuyện gì khó xử, liền cho ta truyền âm. Hồng Anh nhẹ gật đầu, đối Lục Trường Sinh cung kính cúi đầu. Sau đó rời đi thảo đường. Bắt đầu nàng chỉnh hợp kế hoạch. Đương Hồng Anh rời đi sau nửa tháng, một cái rung động toàn bộ đại lục tin tức truyền ra. Nam vực Tàng Đạo Thư Viện, thảo đường nhị đệ tử Hồng Anh, trùng kiến Vân Hoàng Đế Quốc. Nàng tọa hạ có 9 người bộ hạ, được xưng là Cửu Thiên Bộ. Đồng thời, Hồng Anh thân phận cũng là bị đám người để lộ, chính là thượng cổ thời đại cái cuối cùng đại đế, Vân Hoàng Đế Quốc Vân Hoàng Nữ Đế. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức sinh ra sóng to gió lớn. Đồng thời, cũng có rất nhiều người đối Lục Trường Sinh càng cảm thấy hứng thú hơn. Thậm chí ngay cả Vân Hoàng Nữ Đế đều bái chi vi sư. Đây là muốn thực lực cỡ nào a? Chẳng lẽ lại, cái này thảo đường chi chủ là siêu việt đại đế tồn tại, không phải vì sao có thể làm cho nhất đại truyền kỳ nữ đế bái chi vi sư? Trong lúc nhất thời, vô số người đều đang nghị luận việc này. Cùng lúc đó, Tiểu Hắc cũng từ trong trầm tư tỉnh lại. Tại sau khi tỉnh lại, thảo đường tất cả mọi người cảm thấy Tiểu Hắc phát sinh một chút cải biến. Chương 207, Cực Bắc Chi Địa, thần vật xuất thế. Từ khi Lạc Nhật Vương Triều trở về sau, Tiểu Hắc liền trở nên trầm mặc không nói. Tại vách núi chỗ, hai mắt vô thần, nhìn lên bầu trời, cũng không biết đang nhìn cái gì. Cứ như vậy, ngồi yên mấy chục ngày.
mà bây giờ, sau khi tĩnh hồn lại, ánh mắt bên trong càng là có một vòng vẻ đau thương, lại ẩn ẩn có một vòng phẫn nộ. Diệp Thu Bạch bọn người hỏi, Tiểu Hắc cũng chỉ là lắc đầu, không nói gì. Cái này khiến đám người rất là lo lắng. Lục Trường Sinh không nói gì, nhìn Tiểu Hắc một chút, sắc mặt bình thản. Tại thu Tiểu Hắc làm đồ đệ thời điểm, hắn tựa như liền cái gì đều không nhớ rõ. Khi đó, Lục Trường Sinh liền biết Tiểu Hắc mất trí nhớ. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện dị trạng, chỉ sợ chính là trong trí nhớ, xuất hiện thứ gì, khiến cho Tiểu Hắc trở nên như thế khác thường. Tại thu Tiểu Hắc làm đồ đệ sau, đối với Tiểu Hắc dưỡng thành nhiệm vụ, chính là trợ hắn tìm về ký ức. Nội dung như sau. Phát động dưỡng thành nhiệm vụ, trợ giúp Tiểu Hắc giải trừ thiên ma chi thể phong ấn, tìm về Tiểu Hắc mảnh vỡ ký ức. Trong lúc đó, không thể cưỡng ép bài trừ phong ấn chỉ sợ, là tại cực Bắc băng nguyên tu luyện vạn cổ ma thể thời điểm. Tầng thứ 2 tu luyện thành công. Từ đó làm cho Tiểu Hắc trong đầu thiên ma chi thể phong ấn nới lỏng chút, trong đó ký ức bắt đầu như ẩn như hiện. Tại 7 ngày sau, Tiểu Hắc rốt cục chủ động tìm được Lục Trường Sinh, che lấy đầu nói ra, sư tôn, ta giống như có một ít sự tình nhất định phải ta đi làm. Lục Trường Sinh nằm tại trên ghế nằm, nhìn về phía Tiểu Hắc, nói, đã như vậy, vậy liền đi làm. Thế nhưng là ta nhưng lại không biết nên làm cái gì. Tiểu Hắc gãi đầu, ánh mắt bên trong có chút vội vàng, nói, ta luôn cảm giác có chút sự tình ta nhất định phải làm, nhưng lại nghĩ không ra là chuyện gì. Nghe được Tiểu Hắc, Lục Trường Sinh liền hiểu rõ ra. Mặc dù Tiểu Hắc phong ấn nới lỏng chút, mơ hồ trong đó nhớ lại một ít chuyện. Chỉ là, không có tìm được mảnh vỡ ký ức, liền không cách nào biết được những chuyện kia nội dung cụ thể. Lục Trường Sinh cũng không biết những ký ức kia mảnh vỡ ở nơi nào, đành phải nhẹ giọng khuyên lơn, đã không nghĩ ra được, vậy liền thuận theo tự nhiên. Hảo hảo tu luyện, chờ thực lực mạnh lên, ngươi mới có tư cách đang nhớ lại lên những chuyện kia thời điểm, đi đem chính mình sự tình hoàn thành. Nghe vậy, Tiểu Hắc cũng đành phải nhẹ gật đầu. Dù sao, hắn cũng nghĩ không ra được đến tột cùng ra sao sự tình. Cùng dạng này, còn không bằng nghe sư tôn, hảo hảo tu luyện. Thế là, quay người rời đi, ngồi tại vách núi chỗ tu luyện. Lục Trường Sinh liếc mắt Tiểu Hắc bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ. Đến lúc đó đến giúp Tiểu Hắc tìm xem mảnh vỡ ký ức đầu mối. Chỉ là, nên như thế nào tìm đâu. Hắn cũng không phải vạn năng. Đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Đi một bước nhìn một bước. Hồng Anh trùng kiến Vân Hoàng Đế quốc sự tình bắt đầu chậm rãi lên men. Tất cả tông môn thế gia, đều là mở ra hội nghị. Nói thật, đối với Vân Hoàng Đế quốc ngóc đầu trở lại. Có đại bộ phận thế gia tông môn là không vui thế cảnh này. Dù sao, hiện tại thế lực phân bố. Làm theo ý mình. Tất cả thế lực đều phân chia địa khu quản hạt, một khi Vân Hoàng Đế quốc trùng kiến. Như vậy, thế tất sẽ đối với những thế lực này tiến hành chỉnh hợp. Cái này cũng liền đại biểu cho, bản thân không nhận quản hạt thế lực, sẽ nhận Vân Hoàng Đế quốc quản lý. Tại thượng cổ thời kỳ, Vân Hoàng Đế quốc chính là phiến đại lục này bá chủ. Mà đã quen thuộc tự do những tông môn kia thế gia, như thế nào lại nguyện ý nhận Vân Hoàng Đế quốc quản hạt đâu. Còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn, Vân Hoàng Đế quốc trùng kiến. Mục đích là cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết. Chúng thế lực cao tầng cũng đều minh bạch. Muốn lại lần nữa chinh chiến thiên lộ. Thời kỳ thượng cổ liền thất bại, tạo thành vô số tông môn thế gia hủy diệt. Bây giờ, phiến đại lục này tu đạo văn minh so sánh thời kỳ thượng cổ, chênh lệch lớn hơn. Lại như thế nào đi chinh chiến thiên lộ? Chỉ là chịu chết thôi. Những tông môn này thế gia đều không muốn chịu chết, tự nhiên cũng liền không vui nhìn thấy Vân Hoàng Đế quốc trùng kiến. Theo bọn hắn nghĩ, trùng kiến đế quốc, trăm hại mà không một lợi. Đương nhiên, cũng có cực ít bộ phận thế lực ủng hộ. Tỷ như Tàng Đạo Thư Viện, lại tỷ như nói Ẩn Kiếm Tông. Mà hai đại trung vực cự đầu thế lực đồng ý nguyên nhân Hồng Anh cũng minh bạch. Bởi vì sư tôn Lục Trường Sinh, bọn hắn biết Lục Trường Sinh thực lực khủng bố cỡ nào. Mà bởi vì chuyện này, Nam vực Tàng Đạo Thư Viện viện trưởng, Tần Thiên Nam cố ý đi tới thảo đường ở trong. Trường Sinh, không nghĩ tới Hồng Anh lai lịch bất phàm như thế. Lục Trường Sinh ngược lại là không có gì ngoài ý muốn, nói, thế nào? Tần Thiên Nam cười nói, chỉ là nói với ngươi một tiếng, Tàng Đạo Thư Viện cùng Ẩn Kiếm Tông đều sẽ đứng tại Vân Hoàng Đế quốc bên người. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này hắn meo lại là nợ nhân tình a. Bất quá Lục Trường Sinh cũng cự tuyệt không được. Dù sao Hồng Anh là đồ đệ của hắn, mà giờ khắc này, Hồng Anh cũng cần đại lục ở bên trên cự đầu thế lực ủng hộ. Bởi vì cái gọi là cha nợ con trả, đồ nợ sư thường, Tây Vực, Phật Môn, tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Trong đại điện, bốn tên lão giả tề tụ một đường, đều là vẻ mặt nghiêm túc, đều nghe nói đi, Vân Hoàng Nữ Đế chuyển thế thành công, muốn trùng kiến Vân Hoàng Đế quốc. Bây giờ, Ngộ Tu cùng Ngộ Nộ hai người bỏ mình, tuy nói là vì thượng sứ, nhưng thượng sứ vẫn như cũ bỏ mình,
vẻn vẹn trên sự bảo vệ làm mà chất thẻ đánh bạc, chỉ sợ còn chưa đủ gây nên thượng giới coi trọng. Không sai, Phật môn mưu đồ vài vạn năm kế hoạch, không thể thất bại. Phật môn kế hoạch cùng Vân Hoàng Đế quốc kỳ thật không còn hai loại. Đều là muốn tiến về những giới khắc vực. Chỉ là, Phật môn lựa chọn cùng Vân Hoàng Đế quốc đi ngược lại. Vân Hoàng Đế quốc muốn đánh lên đi, mà Phật môn lựa chọn trên sự trợ giúp giới, đạt được thượng giới đại năng thưởng thức, đem Phật môn mang đi thượng giới. Đã như vậy, chúng ta liền muốn ngăn cản Vân Hoàng Đế quốc trùng kiến, tranh thủ trong khoảng thời gian này, làm ra cống hiến, như thế, mới có thể tại thượng giới giáng lâm thời điểm, đạt được càng nhiều thẻ đánh bạc, tiến về thượng giới. Bốn người đều là gật đầu đồng ý, bọn hắn đã không có đường lui. Từ giờ trở đi, Phật môn sẽ toàn lực ngăn cản Vân Hoàng Đế quốc chỉnh hợp đại lục lực lượng. Nam vực nơi nào đó, Hồng Anh cùng Cửu Thiên Bộ hội tụ ở đây. Vân Minh cao mày nói, bệ hạ, bây giờ tình huống không thể lạc quan. Vân Chiến gật đầu phụ họa, ngoại trừ Tàng Đạo Thư Viện, Ẩn Kiếm Tông, cùng Bắc vực thế lực bên ngoài, cơ hồ không ai nguyện ý nhìn thấy Vân Hoàng Đế quốc gây dựng lại. Hồng Anh nghe thủ hạ báo cáo, gật đầu nói, cái này cũng bình thường. Vậy phải làm thế nào? Vân Chiến vẻ mặt nghiêm túc, nếu như không cách nào chỉnh hợp toàn bộ đại lục lực lượng, chỉ sợ cũng không cách nào chinh chiến thiên lộ. Đột nhiên, Vân Minh nghĩ đến một cái biện pháp, nói, bệ hạ, nếu không mời ngươi sư tôn hỗ trợ. Nghe được Vân Minh, Hồng Anh không khỏi lắc đầu nói, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, không cần mời sư tôn lão nhân ra ông ta xuất thủ. Hiện nay, chỉnh hợp một chuyện, chỉ có thể từ từ sẽ đến, đem thực lực triệt để khôi phục, mới là trọng yếu nhất. Nghe vậy, Cửu Thiên Bộ đều là bất đắc dĩ gật đầu. Bây giờ, cũng chỉ đành dạng này. Thời gian như thời gian qua nhanh, lại qua trăm ngày. Có một đạo tin tức từ Bắc vực truyền ra, tại cực Bắc chi địa, phát hiện to lớn sóng linh khí, hư hư thực thực có thần vật xuất thế. Chương 208, bày trận thiên lộ, thần vật xuất thế, có 3 cái đặc điểm. Thứ nhất, nơi đây sẽ có đông đảo kỳ chân dị thú thủ hộ. Thứ hai, sẽ tạo thành thiên địa dị tượng. Thứ ba, cũng chính là hiện tại loại tình huống này, linh khí bạo dũng. Giờ phút này, Bắc vực, cực Bắc băng nguyên chỗ, linh khí bạo dũng. Đúng là biến thành linh khí phong bạo, hướng phía bốn phía lan tràn. Trong đó, băng nguyên chỗ sâu ma thú, đúng là lần lượt đột phá. Thế là, các đại tông môn phỏng đoán, cực Bắc băng nguyên chỗ sâu, có thần vật xuất thế. Tin tức một khi truyền ra, sóng gió ngập trời. Tất cả thế lực, đều hướng phía Bắc vực, cực Bắc chi địa dựa sát vào. Hồng Anh tự nhiên cũng biết tin tức này. Thần vật xuất hiện, khiến Hồng Anh có mới ý nghĩ. Nếu như đem cái này thần vật nắm bắt tới tay, không chỉ có thể đề cao thực lực, càng có thể đề cao Vân Hoàng Đế quốc uy vọng trình độ. Vân Chiến cũng là gật đầu nói, bệ hạ, cái này thần vật, nhất định phải cầm tới, đây là chúng ta Vân Hoàng Đế quốc trùng kiến trận chiến đầu tiên, còn lại Cửu Thiên Bộ cũng là lần lượt gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn ý nghĩ cùng Vân Chiến giống nhau. Nghe vậy, Hồng Anh cũng là lập tức hạ lệnh, tốt, chư vị, chuẩn bị một chút, tiến về cực Bắc băng nguyên, Nam vực Tàng Đạo Thư Viện, thảo đường ở trong. Tần Thiên Nam đem tin tức cáo tri Lục Trường Sinh, đạt được tin tức Lục Trường Sinh, trong mắt có chút kinh dị, cũng không phải là đối thần bí thần vật có nhìn trộm, mà là, cực Bắc băng nguyên. Thần vật xuất hiện, không phải là kia giới vực chi tâm đang làm trò quỷ a? Phải biết, giới vực chi tâm liền tại kia cực Bắc băng nguyên chỗ sâu nhất. Tần Thiên Nam nói, thế nào, Trường Sinh, muốn hay không cùng nhau đi tới? Nếu như Lục Trường Sinh nguyện ý tiến về, như vậy thần vật thuộc về quyền cũng tự nhiên là giữ tại Lục Trường Sinh trong tay. Dù sao, hiện tại Lục Trường Sinh, thế nhưng là trên phiến đại lục này công nhận đệ nhất cường giả. Một người diệt Phật môn hai đại hư thần cảnh cường giả. Thực lực thế này, thế lực nào là Lục Trường Sinh đối thủ? Lục Trường Sinh lại lắc đầu nói, không đi. Nếu như quả nhiên là giới vực chi tâm, đạt được hắn, liền chờ tại lấy được một cái phỏng tay khoai sọ. Dù sao, phía trên đám người kia mục tiêu, vô cùng có khả năng chính là cái này giới vực chi tâm. Lục Trường Sinh mặc dù cải tiến cửu U Hoàng Tuyển đại trận, đối phương coi như đánh tới thảo đường đến, cũng sẽ không hư. Nhưng là, có thể ít gây chuyện, vẫn là tận lực ít gây. Đây là Lục Trường Sinh nhất quán nguyên tắc, tuyệt không chủ động trêu chọc thị phi. Đồ nhi sự tình đã để hắn có chút nhức đầu. Chính hắn cũng không muốn lại đi cầm cái này phỏng tay khoai sọ. Đạt được Lục Trường Sinh trả lời, Tần Thiên Nam nhún vai, sắc mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn tới đây hỏi một chút, chưa hề liền không có ôm qua hy vọng. Lục Trường Sinh tiểu tử thúi này tính cách, hắn còn không hiểu rõ. Mà một bên, Diệp Thu Bạch đi tới nói, sư tôn, sư muội hẳn là sẽ đi, ta muốn đi qua giúp đỡ nàng. Nghe vậy, Lục Trường Sinh u oán mắt nhìn Tần Thiên Nam, cam, đây mới là ngươi lão hồ ly này mục đích đi. Tần Thiên Nam khóe miệng lộ ra thiếu dung,
lại giả vờ làm không biết rõ tình hình giang tay. Ninh Trần Tâm nghe được, cũng là đi tới Diệp Thu Bạch bên người, cười nói, sư tỷ đã xây lại Vân Hoàng Đế Quốc, tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội một lần nữa đánh ra uy danh. Chúng ta làm Thảo Đường một phần tử, tự nhiên muốn hỗ trợ. Tiểu Hắc không rên một tiếng, đồng dạng đi tới Diệp Thu Bạch sau lưng. Nhìn xem một màn này, Lục Trường Sinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ta liền biết, Tần Thiên Nam lão hồ ly này mỗi lần tới nơi này, cũng sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Bất quá những đệ tử này đều nói đến phân thượng này. Lục Trường Sinh có thể làm sao xử lý? Còn có thể cự tuyệt hay sao? Đành phải gật đầu nói, mau cút, đừng đặt trướng mắt ta. Đạt được Lục Trường Sinh gật đầu, Diệp Thu Bạch ba người mới cùng Tần Thiên Nam cùng nhau rời đi. Khi tất cả thế lực bắt đầu lên đường cực Bắc băng nguyên thời điểm, Lục Trường Sinh vẫn đang suy nghĩ, nếu thật là giới vực chi tâm cố ý gây nên, như vậy chỉ sợ sự tình sẽ không thái quá đơn giản. Dù sao, thượng giới người, mục đích chính là cái này giới vực chi tâm. Bây giờ, giới vực chi tâm không tiếp tục ẩn giấu, chủ động hiện thân, thế tất cũng sẽ để thượng giới người chú ý tới. Khi đó, chỉ sợ bọn họ sẽ sớm tiến hành kế hoạch, giáng lâm nơi này. Càng nghĩ, Lục Trường Sinh mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Bây giờ, Hồng Anh thực lực còn không có triệt để khôi phục. Lúc này giáng lâm ở đây, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Tựa như Lạc Nhật Vương Triều, là Diệp Thu Bạch chấp niệm. Chinh chiến thiên lộ, thượng giới cường giả, đồng dạng là Hồng Anh chấp niệm. Đạo này chấp niệm, chỉ có Hồng Anh tự tay giải quyết, mới có thể đánh vỡ. Không đến thời khắc mấu chốt, Lục Trường Sinh là không định xuất thủ tương trợ. Lấy bây giờ Hồng Anh thực lực, chắc chắn sẽ không là đối thủ. Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh từ trên ghế nằm đứng lên. Ai, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Trước giúp bọn này thằng danh con một thanh đi. Nói xong, liền rời đi nguyên địa. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở rách nát thiên lộ bên cạnh. Nơi này là man hoang giới vực muốn đà thông thượng giới lối đi duy nhất, đồng thời cũng là đối phương giáng lâm giới này duy nhất con đường. Lục Trường Sinh mở ra tay, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ Lục Trường Sinh trong thân thể bộc phát ra, lập tức khuếch tán tại toàn bộ thiên lộ chung quanh. Những cái kia khí tức tung khắp đây, kết thành một đạo trận pháp ngăn cách man hoang giới vực bên trong tất cả khí tức. Không sai, Lục Trường Sinh đem man hoang giới vực bên trong khí tức ngăn cách, vì chính là phòng ngừa để thượng giới người cảm nhận được giới vực chi tâm hiển hiện tán phát khí tức, để tránh đối phương sớm giáng lâm nơi này. Bày ra ngăn cách trận pháp sau, Lục Trường Sinh nghĩ lại bày ra từng đạo sát trận tại đây, trong đó liền bao gồm kiến mộc khốn long trận cùng không gian phong tỏa đại trận, còn có cái khác bốn đạo sát trận. Mà cái này bốn đạo sát trận tại Lục Trường Sinh tận lực khống chế phía dưới, cũng không thể đem đối phương muốn giáng lâm ở đây thế lực toàn diện, nhưng chỉ ít cũng có thể tiêu hao đối phương mấy thành lực lượng nha. Mặc dù không thể trực tiếp ra tay trợ giúp Hồng Anh giải quyết đối phương, bất quá âm thầm tiêu hao một điểm đối phương sinh lực vẫn là có thể đi. Còn lại liền giao cho chính Hồng Anh. Một người đường không phải dựa vào hắn người, cũng không phải dựa vào sư tôn đi ra, mà là dựa vào chính mình. Một vị trợ giúp nhìn qua là trợ giúp, kỳ thực là đối đồ nhi không chịu trách nhiệm. Tu đạo con đường vốn là khúc chiết vô cùng, có vô số hố hãm tử trận. Nếu như Lục Trường Sinh đem trải bằng, để con đường này trở nên bằng phẳng vô cùng, như vậy còn như thế nào tăng thực lực lên? Gặp được mạnh hơn địch nhân nên làm cái gì? Lục Trường Sinh cũng không thể một mực đi theo bên cạnh bọn họ a. Phải biết, hắn suốt đời lý tưởng, thế nhưng là đương một đầu cá ướp muối. Mà muốn hoàn thành cái lý tưởng này, liền cần các đệ tử nhanh chóng trưởng thành. Dạng này mới có thể an tâm mò cá. Làm xong đây hết thảy sau, Lục Trường Sinh mới trở lại thảo đường. Mà giờ khắc này, Cực Bắc băng nguyên bên ngoài, vô số thế lực tề tụ một đường. Lần này linh khí phong bạo, ẩn chứa trong đó cường độ, khả năng so với Nam vực hoang mạc bí cảnh, còn phải mạnh hơn mấy phần. Cái này thần vật đẳng cấp, sợ rằng sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Thế nhưng là, bây giờ bọn hắn lại gặp phải một cái khó khăn. Nên như thế nào tiến vào Cực Bắc băng nguyên chỗ sâu? Phải biết, trong đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, còn có vô số cường đại thần bí ma thú tồn tại. Liền xem như cả nguyên cảnh cường giả cũng là nửa bước khó đi. Chương 209, Bắc Nguyên Thành. Bắc Nguyên Thành, cách Cực Bắc băng nguyên có ngàn dặm xa. Nhưng là, tòa thành trì này cũng là khoảng cách Cực Bắc băng nguyên gần nhất thành trì. Cực Bắc băng nguyên hoàn cảnh quá mức ác liệt, linh khí mỏng manh, nhiệt độ cực thấp, còn có các loại cường đại băng thuộc tính ma thú ở trong đó tung hoành. Cho nên, cũng không thể tại Cực Bắc băng nguyên chỗ gần thành lập thành trì. Dù là cách xa nhau ngàn dặm, Bắc Nguyên Thành nhiệt độ cũng là so với những thành trì khác muốn thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Nhưng là, tại người tu đạo trong giới hạn chịu đựng. Về phần phàm nhân,
tòa thành trì này bên trong phàm nhân cực ít. Hoàn cảnh ác liệt khiến cho dân bản địa rời xa tòa thành trì này. Lưu lại phàm nhân đều là có gia tộc sản nghiệp tại tòa thành trì này ở trong, không cách nào tùy ý khởi hành. Bắc Nguyên Thành cũng không lệ thuộc vào những tông môn khác. Bắc Nguyên Thành phủ thành chủ chính là nơi đây duy nhất bá chủ. Mà xem như khoảng cách cực Bắc Băng Nguyên gần nhất thành trì, tự nhiên là có được thực lực cường hãn mới có thể ở đây xây thành. Cho nên, tại Bắc vực bên trong, Bắc Nguyên Thành cũng là thuộc về cự đầu cấp thế lực. Chỉ là cùng những tông môn thế lực khác không có lợi ích cùng xung đột, lúc này mới có rất ít người biết được. Mà giờ khắc này, Bắc Nguyên Thành quán rượu cùng quán trọ đều đã kín người hết chỗ. Tửu quán cùng quán trọ lão bản đều trong bụng nở hoa. Bởi vì, cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu, hư hư thực thực có thần vật xuất thế. Bốn vực bên trong các môn các phái đều đi tới nơi đây, đem cái này cực Bắc Băng Nguyên phụ cận một tòa duy nhất thành trì trở thành trụ sở. Cũng bởi vậy, giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Đối với đại tông môn thế lực lớn mà nói, điểm ấy giá cả không tính là gì. Nhưng là, đối với tán tu mà nói, bọn hắn chỉ có thể ở trên mặt đất mà ngủ. Giờ phút này, Bắc Uyển quán rượu. Đây là Bắc Nguyên Thành quy mô lớn nhất quán rượu. Đồng thời, cũng là từ Bắc Nguyên Thành phủ thành chủ tự mình trưởng khống. Nguyên bản, nơi đây chính là chỉ tiếp đợi quyền thế người, mà bây giờ, càng là chỉ tiếp đợi cự đầu thế lực người. Bởi vậy, Bắc Uyển quán rượu bên trong, Ẩn Kiếm Tông, Tàng Đạo Thư Viện, cùng các đại cự đầu thế lực, đều là hội tụ ở này. Đương nhiên, cũng có được thế lực khác. Những thế lực này, đều là đến từ bốn vực cự đầu thế lực. Bắc Nguyên Thành thành chủ tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này, tự mình đến Bắc Uyển quán rượu tiếp đãi những người này. Nếu như có thể kết giao đến những thế lực này, cũng là một cái chỗ tốt cực lớn. Là đêm, Bắc Uyển quán rượu đèn đuốc sáng trưng. Trong đó, to lớn yến hội sảnh bên trong, bày đầy bàn rượu. Cái này trong phòng yến hội, chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất rộng nhất rộng, nhưng là, ngồi ở chỗ này người, thế lực đều sẽ tương đối yếu kém. Mặc dù so với 2-3 tầng sẽ yếu hơn một chút, nhưng là có thể ở tại Bắc Uyển quán rượu bên trong, cũng liền đại biểu cho cái thế lực này, so với phía ngoài thế lực này muốn mạnh hơn không ít. Tầng thứ 2 hơi mạnh, tầng thứ 3 thì là đỉnh cấp thế lực vị trí. Tỷ như Ẩn Kiếm Tông, lại tỷ như nói Tàng Đạo Thư Viện, cùng Phật Môn. Giờ phút này, Bắc Uyển quán rượu lâu chủ, cũng chính là Bắc Nguyên Thành thành chủ duy nhất dòng dõi, Bắc Lĩnh. Đứng tại đám người phía trước, cười nói, gia phụ còn tại xử lý trong thành sự vụ, chỉ có thể từ tiểu tử ta ra tiếp đãi các vị tiền bối. Xin hãy tha lỗi. Tầng thứ nhất người nhất thời cười khoát tay. Lý giải, Bắc Phong thành chủ sự vụ rườm rà, vì Bắc Nguyên Thành an toàn, lại muốn thời khắc chú ý cực Bắc Băng Nguyên tình huống. Thật cực khổ. Bắc Phong Nhi từ bây giờ cũng đã trưởng thành, nghe nói thiên phú cũng là rất không tệ à. Giang Sơn bối có nhân tài ra, về sau là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Mà tầng thứ hai người, chỉ là tượng trưng đáp lại một chút, liền không nói thêm gì nữa. Về phần tầng thứ ba, thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Bắc Lĩnh một chút. Bắc Nguyên Thành mặc dù thuộc về Bắc vực cự đầu cấp thế lực, nhưng là đặt ở trung vực còn chưa đủ nhìn. Huống chi, tầng thứ ba trên cơ bản đều là trung vực đỉnh cấp thế lực. Bắc Lĩnh trong lòng thầm hận, nhưng cũng không phát tác được, dù sao đối phương nắm đấm lớn hơn. Nắm đấm lớn mới có tư cách đi không nhìn người khác. Sửa sang cảm xúc, Bắc Lĩnh cười nói ra, hôm nay, các vị tiêu phí đều từ Bắc Uyển quán rượu gánh chịu, còn có Bắc Nguyên Thành đặc hữu băng nguyên rượu, các vị nói thoải mái. Tầng thứ nhất chúng thế lực lại lần nữa lễ phép đáp lại một chút, liền riêng phần mình bắt đầu trò chuyện. Trò chuyện chủ đề, đơn giản chính là hai cái điểm. Điểm thứ nhất, chính là hôm nay tới đây Bắc Nguyên Thành mục đích. Cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu thần vật, cũng không biết là cái gì thần vật xuất hiện, có thể tạo thành như thế lớn linh khí phong bạo. Cực Bắc Băng Nguyên bên trong, linh khí vốn là mỏng manh, liền xem như cung ứng 5 cái cản nguyên cảnh cường giả ở trong đó chiến đấu, cũng là không đủ. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác có thể sinh ra lớn như thế linh khí phong bạo, có thể nghĩ, nhất định là có thần vật, hoặc là truyền thừa. Tầng thứ hai người, thì là có chút lo lắng. Cực Bắc Băng Nguyên chỗ sâu, chỉ sợ chỉ có hư thần cảnh cường giả mới có cơ hội tiến về. Càn nguyên cảnh cường giả đơn độc tiến lên, không nói trước trong đó ác liệt hoàn cảnh, càng là có đếm mãi không hết hư thần cảnh ma thú ở trong đó. Đến lúc đó, chỉ có thể đi theo trung vực cự đầu cấp thế lực hư thần cảnh cường giả đằng sau. Chỉ sợ, chúng ta cũng chỉ có thể uống một chút canh. Hư thần cảnh cường giả, chỉ có trung vực cự đầu cấp thế lực mới có. Bốn vực bên trong, cũng chỉ có giải rác mấy cái cổ lão thế lực có được. Mà những cái kia hư thần cảnh cường giả, đã sớm bắt quá hỏi phàm tục sự tình, bế quan tu hành. Chỉ là, bởi vì lần này thần vật xuất hiện, khả năng đã đến tới. Tầng thứ ba, Tàng Đạo Thư Viện cùng Ẩn Kiếm Tông sớm đã đạt thành liên minh.
hai phe ngồi cùng một chỗ. Ngôn viện trưởng cùng Lâm Như Phong ngay tại trò chuyện. Lần này, sợ rằng sẽ dẫn xuất không ít lão quái vật. Không sai, liền nhìn Lạc Nhật Vương Triều, ai có thể nghĩ tới kia lão quốc chủ còn sống, mà lại đột phá đến hư thần cảnh. Ngôn viện trưởng sắc mặt có chút ngưng trọng, nói lên chuyện này, Lạc Nhật Vương Triều lão quốc chủ đến bây giờ còn không thấy tăm hơi, cũng không biết ở nơi nào trốn tránh. Lâm Như Phong nghe vậy cười lạnh, chỉ sợ đã đi tới Bắc Nguyên Thành, kia có thù tất báo lão quái vật cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Ngôn viện trưởng gật đầu, đến lúc đó, liền chú ý nhiều hơn điểm. Mà cái thứ hai thảo luận điểm, chính là gần đoạn thời gian, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khiếp sợ sự tình. Thời kỳ thượng cổ cái cuối cùng đế quốc, Vân Hoàng đế quốc trùng kiến. Mà trùng kiến người, chính là ngay lúc đó cái cuối cùng nữ đế, Vân Hoàng nữ đế. Tầng thứ nhất, Bắc Lĩnh ngồi tại phía trước, chủ động nâng lên việc này, ngoài cười nhưng trong không cười. Nói ra, còn không biết các vị tiền bối đối với Vân Hoàng đế quốc, cái này một chuyện thấy thế nào? Tất cả mọi người là yên lặng một cái chớp mắt. Cái đề tài này, thực sự quá dị ứng cảm giác. Vân Hoàng đế quốc, đây chính là thời kỳ thượng cổ người thống trị tuyệt đối. Bởi vì trong đó có một đại đế cấp bậc nhân vật. Bây giờ trùng kiến, một nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Có người đồng ý, cũng có người không nguyện ý. Đương nhiên, đồng ý người chỉ chiếm cực ít một bộ phận. Giờ phút này, tại tầng thứ ba, có một người cười lạnh nói, Vân Hoàng đế quốc. Bây giờ Vân Hoàng đế quốc thực lực sớm đã xa so với trước mắt, muốn trở lại năm đó, làm sao có thể? Chương 210, đứng đội. Vân Hoàng đế quốc. Bây giờ Vân Hoàng đế quốc thực lực sớm đã xa so với trước mắt, muốn trở lại năm đó, làm sao có thể? Tất cả mọi người hướng phía tầng thứ ba nhìn lại. Có thể ngồi tại tầng thứ ba thế lực, đều là phiến đại lục này cự đầu thế lực. Đại biểu cho cái thế lực này, tại ngoài sáng bên trên có hư thần cảnh cường giả tọa chấn. Mọi người thấy người này, cũng là hơi sững sờ. Mọi người đều biết, Trung vực có tam thế nhà, hai đại tông, một viện. Cái này lục đại thế lực, chính là Trung vực cự đầu thế lực, cộng đồng chấp trưởng Trung vực. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Một viện chính là đại biểu Tàng Đạo Thư Viện. Hai đại tông thì là Ẩn Kiếm Tông cùng Đan Tông. Tam thế nhà chính là Ly gia, Mộc gia, cùng Mộ Dung gia. Mà giờ khắc này, người nói chuyện chính là một thanh niên nam tử. Nam tử này, mọi người ở đây cũng đều có chỗ nghe thấy. Mộ Dung gia, Mộ Dung Mưu. Mặc dù, hắn thực lực cũng không có tiểu đệ của hắn Mộ Dung Sách như thế nghe rợn cả người. Nhưng là, tại Mộ Dung Sách còn không có xuất thế thời điểm, Mộ Dung Mưu chính là Mộ Dung gia duy nhất thiên kiêu. Mặc dù bây giờ phong quang bị Mộ Dung Sách che qua. Bất quá, Mộ Dung Mưu thiên phú vẫn như cũ không dung khinh thị. Bắc Lĩnh nhìn về phía Mộ Dung Mưu, không nói gì mỉm cười. Xem ra Mộ Dung gia chuẩn bị ra trận. Mộ Dung Mưu cũng không phải là cái gì vô não người, khẳng định là ở gia tộc thụ ý phía dưới mới có thể nói ra bực này nói. Mà Mộ Dung gia làm như thế, tự nhiên có hắn mục đích. Đương nhiên, không muốn nhìn thấy Vân Hoàng đế quốc trùng kiến là khẳng định. Dù sao Vân Hoàng đế quốc trùng kiến, thế tất sẽ tạo thành phiến đại lục này lợi ích bị kiếm một chén canh. Đây là Mộ Dung gia, cùng với khác không đồng ý Vân Hoàng đế quốc trùng kiến thế lực kiêng kỵ. Tầng thứ ba, Tàng Đạo Thư Viện một phương, tại ngôn viện trưởng bên người, có một cô gái áo đỏ, đứng phía sau chín người. Nghe được một màn này, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Ngôn viện trưởng lại cười nói, nữ đế các hạ, ngươi chẳng lẽ không tức giận? Nữ tử chính là Hồng Anh, mà sau lưng nàng chín người, dĩ nhiên chính là Cửu Thiên Bộ. Chỉ là, mọi người ở đây, không có mấy người gặp qua Hồng Anh chân diện mục thôi. Hồng Anh lại mặt không thay đổi nói, có gì phải tức giận, trong dự liệu, vừa vặn, cũng nhìn xem có bao nhiêu thế lực sẽ đứng ra. Thân là nữ đế, tự nhiên không đáng cùng tiểu bối đưa khí. Huống chi, vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu thế lực sẽ đứng ra công nhiên phản đối Vân Hoàng đế quốc, trùng kiến. Những thế lực này, thế tất sẽ trở thành Hồng Anh giết gà dọa khỉ đối tượng. Mà Cửu Thiên Bộ cũng không có động tác. Bọn hắn mặc dù sinh khí, nhưng là, tại Hồng Anh không có khởi xướng chỉ lệnh lúc động thủ. Bọn hắn là sẽ không động. Mộ Dung Mưu tầng thứ ba trong gian phòng, tiếp tục lạnh giọng nói ra. Ta thừa nhận, thời kỳ thượng cổ, tại Vân Hoàng nữ đế dẫn đầu dưới, đại lục thực lực tổng hợp đạt đến một cái khác độ cao. Thế nhưng là, cũng bởi vì Vân Hoàng đế quốc khư khư cố chấp, dẫn đến đại lục ở bên trên võ đạo truyền thừa bị hủy diệt hơn phân nửa. Bây giờ, đại lục thật vất vả khôi phục một điểm nguyên khí, chẳng lẽ lại muốn mặc cho Vân Hoàng đế quốc trùng kiến, dẫn đầu chúng ta đi hướng diệt vong. Lúc này, Vân Minh rốt cục nhịn không được mở miệng phản bác. Lúc ấy, đại lục ở bên trên tông môn thế gia đều là đồng ý Vân Hoàng đế quốc chinh chiến kế hoạch, như thế nào khư khư cố chấp. Tất cả mọi người vừa nhìn về phía Vân Minh phương hướng. Hồng Anh cũng không có ngăn cản Vân Minh nói chuyện. Vân Minh tiếp tục nói ra,
Lúc ấy, đại lục ở bên trên đỉnh cấp cường giả đã đạt đến bình cảnh. Chỉ dựa vào phiến đại lục này linh khí tổng lượng, căn bản không đủ bọn hắn đột phá. Chúng ta người tu đạo, không phải liền là truy cầu cảnh giới càng cao hơn a? Bọn hắn tự nhiên sẽ đồng ý đế quốc kế hoạch. Mộ Dung Mưu lại phản bác, thế nhưng là kết quả đây. Hậu quả lại là dẫn đầu đại lục đi hướng diệt vong. Chẳng lẽ các hạ muốn tái diễn ngay lúc đó bi kịch a? Nói đến đây, lập tức có mấy cái thế lực lần lượt phụ họa. Không sai, tuyệt đối không cho phép bi kịch tái diễn. Huống chi, bây giờ Vân Hoàng đế quốc có ngay lúc đó thực lực a? Ta nghe nói, bây giờ nữ đế cũng chỉ là càn nguyên cảnh a. Mộ Dung Mưu khóe miệng hơi vểnh, lộ ra kế hoạch nụ cười như ý. Hắn sở dĩ tại trường hợp công khai nói ra loại này mẫn cảm lời nói, tự nhiên là vì để cho cự tuyệt trùng kiến Vân Hoàng đế quốc dư luận gia tăng. Tầng thứ ba, Phật Môn một lão giả cũng là đứng dậy, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, Phật Môn cũng không muốn đại lục lần nữa lâm vào sát nghiệt ở trong. Cho nên, Phật Môn cự tuyệt đế quốc trùng kiến. Phật Môn lại một lần nữa đứng dậy. Hồng Anh cũng nhìn sang, trong mắt lóe lên hàn quang. Lúc ấy, toàn bộ đại lục có số ít mấy cái thế lực không đồng ý chinh chiến. Trong đó, liền bao quát Phật Môn. Hồng Anh cũng không có ép buộc bọn hắn. Dù sao, chinh chiến thiên lộ kế hoạch, toàn bộ nhờ các thế lực lớn tài nguyên tham dự. Thế nhưng là, tại lúc ấy, Hồng Anh liền đã hoài nghi Phật Môn tại chinh chiến thiên lộ thời điểm, đóng vai lấy không sạch sẽ nhân vật. Lúc ấy, phe đế quốc có mấy cái trọng yếu mưu đồ, đều bị đối phương sớm biết được. Trong đó nhất định có nội ứng. Tại Lạc Nhật Vương Triều thời điểm, Phật Môn càng là công khai đứng ở thượng giới sứ giả một phương. Cái này khiến Hồng Anh càng thêm cho rằng Phật Môn nội tình cũng không sạch sẽ. Có Phật Môn cùng Mộ Dung gia đứng ra, một chút phản đối đế quốc trùng kiến cũng không dám công khai nói ra được thế lực cũng nhao nhao đứng ra. Khoảng chừng cái này Bắc Uyển quán rượu bên trong, chỉ có Tàng Đạo Thư Viện cùng Ẩn Kiếm Tông là đồng ý, mà cùng là tam đại thế gia Mộc gia cùng Ly gia thì là không có tỏ thái độ. Đan Tông cũng giống như thế. Hiển nhiên, bọn hắn còn tại quan sát tình thế, cũng không muốn nhanh như vậy đứng đội. Vân Minh thấy cảnh này, thần sắc phẫn nộ, lại bị Hồng Anh một đạo ánh mắt ngăn lại. Hiện tại, còn không phải xuất thủ thời điểm. Hiện tại xuất thủ, sẽ chỉ bị xem như mục tiêu công kích. Mặc dù, bây giờ nàng, dẫn đầu Cửu Thiên Bộ có đối kháng nơi này tất cả mọi người nắm chắc. Nhưng là, Hồng Anh mục đích là trùng kiến Vân Hoàng đế quốc. Một khi ở chỗ này xuất thủ, bạo lực trấn áp, cái này cũng không thể phục chúng. Chỉ có tại nơi khác, từng cái đánh tan, mới có thể chậm rãi tìm ra đột phá khẩu. Liên lụy đến lợi ích sự tình. Cũng không phải là có thực lực liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trừ phi Hồng Anh khôi phục lại đại đế cấp độ. Thế nhưng là, hiện tại trong thời gian ngắn, hiển nhiên không có khả năng. Mà lúc này, Bắc Lĩnh cũng cười đứng người lên, nói, các vị, phụ thân ta tới. Nói xong, trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện ở Bắc Lĩnh bên người. Người quen biết đều biết, người này chính là Bắc Nguyên Thành thành chủ, Bắc Phong. Cảnh giới của hắn tại nửa bước hư thần. Nếu như không phải vị trí tại cực Bắc băng nguyên bên ngoài, cách Bắc vực trung tâm cách xa nhau rất xa. Chỉ sợ Bắc vực bá chủ chi vị, liền không có Lạc Nhật Vương Triều chuyện gì. Bắc Phong chắp tay nói, cảm tạ các vị cho Bắc nào đó chút tình mọn, đến Bắc Uyển quán rượu làm khách. Các vị đều là chắp tay đáp lễ. Tầng thứ hai người, giờ phút này cũng không có qua loa cho xong, cho đủ Bắc Phong mặt mũi. Mộ Dung Mưu chắp tay cười nói, Bắc thành chủ, trước đó, ngươi hẳn là cũng nghe được, không biết cái nhìn của ngươi là. Bắc Phong nhục thân cực kỳ cường tráng, nghe xong cười ha hà, nhìn về phía Mộ Dung Mưu, liếc mắt nói, Mộ Dung gia công tử, ngươi là tại để cho ta đứng đội a? Mộ Dung Mưu nhún vai, từ chối cho ý kiến. Thế nhưng là, Bắc Phong cũng không trở về tránh cái đề tài này, mà là cười nói, Bắc Nguyên Thành, muốn an tâm phát triển. Một câu nói kia, cũng đã đại biểu Bắc Phong muốn đứng tại Vân Hoàng đế quốc mặt đối lập,